Những hạt nước rơi tí tách từ trần nhà đổ xuống ngôi nhà ở góc cuối con hẻm. Mái tôn đã bị rột từ lâu, mỗi lần trời mưa trong nhà nước lại ngập lênh láng chẳng các nào ngoài đường. Khải ngồi co do trên ghế nhìn vào tôi và gào lên. Chị ơi, chỗ ngủ của em bị rột rồi. Để chị dọn, em ngồi yên ở đó nhé. Tôi lấy chiếc chậu nhỏ để hứng vào chỗ rột rồi đi sang chỗ em trai nhẹ nhàng sờ vào má rồi cất lên tiếng hát khẽ khẽ để dỗ dành thằng bé chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm dường như là vô tận, xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, mọi vật đều chìm trong bóng đêm, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, thì thoảng lại nghe tiếng của những con mèo hoang lảng vảng nghêu ngao, tôi như chìm trong sự ảm đạm. Hơi thở nhẹ bẫng, môi vẫn mấp máy cất lên giai điệu của một bài hát mà trong một năm nay đã hát không biết bao nhiêu lần. Có đôi lúc tôi quá mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng lại không đành lòng. Chết là hết, nếu tôi chết đi thì cuộc đời này sẽ chấm hết toàn bộ sự mệt mỏi sẽ tan biến. Thế nhưng trong tiềm thức lại nhắc tôi không được làm thế. Nếu tôi biến mất thì em tôi sẽ như thế nào? Em tôi sẽ phải làm sao? Đó là những suy nghĩ của tôi mỗi khi màn đêm buông xuống. Những giấc mơ còn dang dở. Cuộc đời tôi phải làm sao? Từ khi bố mẹ mất tôi phải gồng cánh mọi thứ. Đối với tôi là quá sức so với cô sinh viên năm ba. Tôi và em trai sống trong căn nhà cũ đã lâu chưa được sửa chữa lại. Mái nhà đa phần bị rụt, tôi phải lo cho em đi học và chăm lo mọi thứ cho em. Em tôi bị tự kỷ từ khi sinh ra, thằng bé chậm phát triển hơn các bạn bè nên phải học ở trường đặc biệt. Đầu tôi quanh quẩn những suy nghĩ miên man và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Khi tôi mở mắt ra, ánh nắng đã bao trùm căn nhà, tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng đầu hẻm. Tôi gọi em dậy và bắt đầu nấu bữa sáng, cho Khải ăn xong rồi đưa em đến trường. Tôi là sinh viên khoa sư phạm Sáng nay tôi học cả ngày, vừa tới nhà lại vội vàng mở cửa đi thẳng vào nhà tắm, nước cứ chảy vô tình, còn tôi đứng lặng ở đó. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nhưng cơn mệt mỏi chưa kịp tan biến thì tôi phải vội chạy đến quán bar nơi tôi đang làm thêm. Trên đường đi, trong đầu tôi luôn suy nghĩ ngày mai phải nộp tiền học cho Khải. Mọi thứ đối với tôi như cuồng quay, chưa kịp nghĩ ngày mai như thế nào thì bạn bị bắt tay vào việc. Tôi vội thay đồng phục rồi ra bưng rượu, tôi bưng đến từng bàn rồi nép một góc quan sát khi có khách yêu cầu liền đem qua chỗ họ. Đến đây đều là những người có tiền, một đêm thư giãn phong phí của họ bằng cả gia tài mà khối người như tôi không thể muốn kiếm là có. Đang loạn trọng bưng từ bàn này sang bàn kia, tôi vô tình đụng phải cánh tay của một người đàn ông. Tôi ngước mặt lên nhìn vào mặt anh ta, lung túng cất giọng. Anh cho tôi xin lỗi ạ. Anh có bị đổ rượu vào người không ạ? Vừa rồi trong khoảnh khắc bọn họ bốn mắt nhìn nhau, hơi thở khí khái chỉ thuộc nam giới như che trời lấp đất mà áp xuống. Tôi cảm giác được trái tim mình thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài, chỉ có thể tránh ánh mắt. Người đàn ông không nói lời nào và lặng lẽ rời đi. Sáng lưng cao gầy đi dần xa xa phía cánh cửa. Chưa kịp dõi theo anh ta thì khách đã kêu tôi bưng rượu lại. Công việc của tôi bận rộn tới khuya. Lúc tôi tan làm là lúc mọi người đã chìm và giấc ngủ say rồi. Tôi đạp xe về trên con đường vắng, cố đạp nhanh để về nhà với em. Nhẹ nhàng mở cửa, em tôi đã ngủ say, Tôi khẽ vào phòng và cố gắng không để gây tiếng động làm thằng bé thức giấc. Từ khi bố mẹ mất, hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Bố mẹ tôi là người rời xa quê để lên thành phố làm ăn. Ở quê chỉ còn những bà con họ hàng xa. Tôi còn nhớ rất rõ đêm mưa gió năm ấy, khi nghe tin bố mẹ mất mọi thứ dư dừng lại ở thời điểm đó. Tôi mới lên đại học tương lai còn giang dở, không biết phải làm sao. May mà có Linh, người bạn thân của tôi luôn bên cạnh động viên, khiến tôi ngồi ngoài bớt đi nỗi đau, Mỗi khi tôi bận làm thêm Linh luôn phụ tôi chăm sóc em tôi Nhà cái Linh cách nhà tôi một cái hẻm Tính nết nó hiền lành, chăm chỉ Và biết chia sẻ với người khác Gia đình tôi nghèo Bố tôi làm công nhân cho xưởng may Vì em tôi bị bệnh tự kỷ Nên mẹ phải ở nhà chăm sóc cho em Và đưa đón em đi học Mọi thứ đều ấm em cho đến khi Việc xảy ra bất ngờ Vì vậy tôi phải chăm sóc em tôi Để bố mẹ yên tâm Khải là tất cả đối với tôi dù công việc rất mệt nhưng để tăng thu nhập trang trải cho gia đình, tôi phải cố gắng. ngả lưng trên chiếc giường là lúc tôi cảm thấy mọi thứ được chút xuống. Hai đôi chân của tôi giã rời. Những cơn đau từng cơn trên đôi bàn chân như nhắc nhở bản thân tôi không được cục ngã. Tôi ngủ thiếp đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Chiếc tất của em đâu rồi? Tôi giật mình dậy đã 7 giờ sáng trong tiếng hét của Khải. Tôi vội lây hoay tìm chiếc tất cho em và lọ mọ dậy đánh răng rửa mặt. Nghe tiếng linh từ cửa vọng vào, Sáng nay có tiết sinh hoạt khóa đấy Hân, nhanh lên kẻo muộn Tôi vội đáp Ơi mày, tao xong rồi Mày đi chung với tao chở Khải đến trường luôn nhé Ừ, sắp muộn rồi, mày nhanh đi Tôi và Linh chạy trên con đường đưa Khải đi học Thời tiết hôm nay thật dễ chịu Không khí xe lạnh làm cho tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhàng Tôi ước mọi thứ bình yên như hôm nay Không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc mưu sinh cuộc sống Tôi nhìn sang Linh và thầm nghĩ rằng Nếu khoảng thời gian qua không có nó Thì chắc tôi không vượt qua nổi tới trường khải tôi đưa thằng bé vào với cô giáo rồi cùng linh đi tiếp đến trường lâu lâu mới được đi sinh hoạt khóa tôi được giao lưu với các anh chị khóa trên nghe họ chia sẻ những kinh nghiệm học tập tôi thấy họ ra trường ai cũng thành công nghĩ tương lai mình có được như họ không tôi chậm tư một hồi thì anh khóa trên học năm tư ngồi cùng bàn bắt chuyện em tên gì tôi ngơ ngác hỏi lại vâng anh vì cười với tôi rồi nói em học năm mấy rồi Tôi đáp nhanh, em là sinh viên năm ba ạ, à? đây là lần đầu tiên em đi sinh hoạt khóa. Anh tên Khang. Vâng, chưa kịp nói chuyện lâu với Khang thì anh đã lên phát biểu rồi. Thì ra anh là chủ nhiệm câu lạc bộ khoa kỹ thuật. Ôi ngưỡng mộ quá đi, Khang có đôi mắt ấm áp và nụ cười rất duyên làm tôi coi chút gì đó lưu luyến. Buổi sinh hoạt khóa kết thúc, tôi về nhà ăn vội tô mì và nằm trường ra giường ngủ một giấc. Đến lúc, đến tối thì tôi đến quán bar, vừa tới cổng tôi đã thấy một dáng lưng quen quen nhưng không có thời gian để ý tôi vội đi vào gửi xe và thay đồng phục bưng được vài bàn thì tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông hôm trước mình đụng phải có vẻ anh này là khách quen hay đến đây tôi được quản lý bảo bưng rượu tới bàn cho anh ta khi đến gần tôi cảm thấy người đàn ông này có vẻ buồn buồn mang nhiều tâm sự nhưng vẻ mặt lạnh lùng làm tôi không dám bắt chuyện chỉ liếc nhẹ nhìn toàn thể dáng người cao giáo thu hút và ánh mắt lạnh lùng anh ta ngồi một mình uống hết ly này đến ly khác Đến khi men say đã thấm Thì loạn choạng đứng lên Người đàn ông xa lạ này làm tôi cứ dõi theo Hình ảnh của anh ta không hiểu sao Lại lưu vào trí nhớ của tôi Trong đầu toàn chờ xuất hiện một ý muốn kỳ lạ Tôi muốn được bưng rượu cho anh ta Và mong có thể nghe được câu chuyện Từ ánh mắt đượm buồn ấy Tôi bưng rượu qua gần bàn đó Chỉ kim thấy tôi bước đi mệt mỏi Thì lại gần quan tâm hỏi Em mệt à? Gượng tí nữa được không? Tôi thở dài và đáp Em dáng được chị ạ Chị với dạo nhẹ nhàng nói với tôi Thôi em vào trong quầy ngồi nghỉ tí đi Để chị phụ bưng nốt mấy bàn này cho xong Chị Kim làm ở đây được 3 năm rồi Gia đình chị ấy cũng nghèo Chị làm kiếm tiền gửi về quê nuôi he em nhỏ ăn học Vì từng trải mà nhìn chị rất trưởng thành và trưởng chạc dáng chị mạnh mai, gương mặt ưu tú Và có đôi môi trái tim rất xinh Chị chỉ hơn tôi 2 tuổi từ lúc vào làm chị kim không mấy thích tôi vì dáng vẻ ngây thơ nhẹ nhàng nghĩ sẽ vào không làm được gì sau khoảng thời gian làm việc chị ý biết được hoàn cảnh của tôi thì luôn giúp đỡ tôi chỉ bảo tôi nhiều thứ tôi nhớ có lần lúc vào làm bị khách trêu ghẹo sờ mó tôi sợ hãi cư xử chưa được khéo may mà có chị đứng ra bảo vệ giải quyết cho tôi dần dần tôi có thiện cảm với chị khi bố mẹ mất tôi luôn suy nghĩ bi quan cứ nghĩ hoàn cảnh của mình là tận cùng, mà thật sự ngoài kia còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn mình nhiều. Tôi vào quầy ngồi nghỉ và mắt cứ mãi dõi theo chị để xem cách chị giao tiếp với khách. Chị tới bàn nào là bàn đó khách vui vẻ cười nói, khách ở đây ai cũng mến chị, nhưng ngoại hình xinh đẹp của chị. Bưng rửa u vài bàn xong chị vào quầy nói chuyện với tôi. Ngày mai thứ bảy rồi, em rảnh không qua nhà chị chơi? Tôi suy nghĩ một hồi rồi đáp, chắc để khi khác đi chị ạ. Ngày mai em dẫn em trai đi siêu thị chơi Đã lâu em chưa đưa thằng bé ra ngoài chơi rồi Chị mỉm cười với tôi và đáp Tuần sau thì chị ghé nhé Tôi đáp Vâng ạ Cũng đã tới 2 giờ tan làm Tôi đạp xe về nhà Không khí màn đêm mù mịt Sự yên nắng của màn đêm khiến con người sợ hãi Không bóng người Thoát đẩn thoát hiện những bóng điện đường xa xăm Tâm trạng cùng với cái bụng đói cồn cào Tôi cố gắng sức đạp xe về nhà Tôi mở cửa Em trai vẫn đang ngủ say Nhìn thằng bé ngủ mà lòng thấy bình yên Buổi chiều tan học Khải được cô giáo trở về nhà giúp Có hôm thì thằng bé tan học Qua nhà cô hàng xóm chơi cùng con của cô Tôi cảm thấy Thực sự may mắn vì bản thân Luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ Tôi thay đồ lăn ra giường ngủ Cơn buồn ngủ đè sự đói bụng Tôi cố gắng nhắm mắt lại Ngủ một giấc tới sáng Sáng sớm ngày thứ bảy Ánh nắng chói trang cùng tiếng ồn rộn ràng Của mấy cô hàng xóm đánh thức tôi Tôi dậy mở cửa vào phòng và gọi Khải dậy Dậy nào chị chở đi siêu thị chơi nhé Thằng vẫn nằm im không trả lời Tôi nắm tay và doa mà em nói Dậy đi chị thương Nhanh nhanh mình đi siêu thị nào Lúc này thằng bé mới chịu mở mắt Tôi kéo em ngồi dậy và rửa mặt thay đồ cho em Nấu bữa sáng hai chị em cùng ăn rồi đi siêu thị Em tôi chậm tương tác với tôi Mỗi lần nói chuyện hay diễn tả với em Tôi đều dùng bài hát cử chỉ nhiều lần để giao tiếp với em Nhìn lại tôi mới nhớ có lúc tôi không hiểu chuyện cứ mãi trách mẹ lúc nào cũng chăm lo cho em từng chút. Giờ mới nhận thấy nỗi vất vả của mẹ. Thường em thua thiệt hơn bạn bè, cố gắng chữa bệnh cho em để sớm hòa nhập được với các bạn bè cùng trang lứa. Hai chị em chạy xe một đoạn cũng đã đến siêu thị, tôi gửi xe và dắt em vào. Thực sự em rất sợ đến chỗ đông người và ồn ào, nhưng để có thể tập dần em thích nghi với mọi thứ nên tôi phải bắt đầu từ những việc hàng ngày. Đôi mắt em ngơ ngác nhìn mọi thứ, và đôi bàn tay nắm chặt lấy tôi dẫn em đến quầy đồ chơi tôi bắt đầu buông tay em ra tôi chỉ vào tay và nhìn em nói em thích cái nào vừa nói tay tôi vừa chỉ vào các đồ chơi sờ vào má và vỗ vỗ vai em nói lấy bộ xếp hình siêu nhân cho em nhé tôi nắm tay khải cầm bộ xếp hình đưa cho em và nói em bỏ cái này vào đây nhé tôi lặp đi lặp lại hai lần để em biết là tôi đang diễn tả mình muốn chọn đồ vật này rồi quầy đồ chơi tôi sang chỗ mua thực phẩm Mua đồ ăn, đồ dùng và ít gói mì Em tôi đi học nội chú trên Thường cuối tuần chị em mới nấu cơm Còn tôi bận đi làm đi học Nên chỉ ăn bữa cái gì cho nhanh thôi Tôi dắt em tôi ra quầy tính tiền Tôi để em phía trước quầy Còn tôi đứng phía trong lấy đồ ra và tính tiền Tôi cúi người lấy từng món đồ trong giỏ Lên quầy thu ngân Tôi lấy hộp đồ chơi lên xong Thì chị thu ngân cũng tính tiền xong Tôi nhìn chằm vào chị và chờ chị báo số tiền Của em là 489.000 đồng nhé Tôi đưa tờ 500 và lấy tiền thừa lại. Tôi xách đồ ra khỏi quầy, ngước mắt về phía em tôi đứng lúc nãy không thấy em đâu. Tôi hẳn hút ngó xung quanh, hỏi các chị bán hàng phía trước, giọng tôi run mà không nói nên lời. Chị ơi, chị ơi, chị có thấy một bé trai cao cỡ tới vai em vừa đứng đây vừa rồi không hả? Chị đáp lại, chị mới có khách nên không để ý em ơi, em tới hỏi chị bán quầy trang sức xem sao. Tôi vội trả lời, dạ em cảm ơn chị, lúc này lòng tôi như rúng lại mà tôi trở nên sám sầm. Tôi chạy lù sụp đến quầy bán trang sức phía trên gần cổng ra siêu thị và hỏi Chị ơi, chị thấy một bé trai cao tầm vai em có đi ngang qua đây không chị? Chị nghĩ một hồi lâu mặt cô nhớ lại và nói Em diễn tả chi tiết cho chị được không? Thằng bé mặc áo màu gì? Có đặc điểm nào nổi bật không em? Nước mắt tôi lưng tròng trên hàng mi Cô nhớ lại lúc sáng em mặc đồ gì? Miệng lắp bắp đáp Sáng em mặc áo màu vàng cho em trai Đi đôi giày màu xanh ạ à. Chị cố nhớ lại giúp em chỉ mới vừa lúc nãy thôi tôi thấy hai cặp mày của chị nhíu lại và trả lời tôi ờ đúng rồi lúc nãy chị thấy một bé trai chạy ra phía cổng hình như là bé thấy chiếc bong bóng bay lên ngoài trước nửa lúc sau chị không để ý theo là bé đi hướng nào thôi em chạy nhanh ra phía trước cổng xem sao tôi gật đầu lia lịa và vội đáp vâng em cảm ơn chị tôi mang theo bịch đồ mà chạy đi về phía trước đầu tôi hy vọng len lỏi là em đang đứng ở phía cổng chờ chạy nhào tới cổng tôi đỏ mắt liên tục quay đầu trái phải nhìn loanh quanh mà vẫn không thấy em lúc này cơn sợ hãi bao trùm tay tôi run run lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra tôi gọi cho linh chờ một hồi linh cũng bắt máy tôi cất giọng alo linh có chuyện rồi mày ơi em tao đi lạc rồi linh hốt hoảng giọng vọng lại mày ở đâu tao đến ngay lúc này thực sự tôi đã bật khóc giọng nghẹn ngào nói tao đang ở siêu thị gần trường mình đấy linh linh nhanh nhẹn và cố trấn tĩnh tôi mày nín đi tao chạy trên đường từ nhà đến rồi sẽ tìm quanh luôn mày tìm khắp chỗ gần siêu thị đi nhé Nói xong, Linh cúp máy rồi vội đi. Tôi gửi đồ ở siêu thị rồi chạy quanh siêu thị, chạy tới khu trò chơi gần đó, tôi chăm chú nhìn từng đứa trẻ, từng góc của khu đồ chơi. Đôi mắt tôi đang căng ra, mệt mỏi nhưng muốn sụp xuống. Ánh nắng gay gắt ban trưa chói lọi hết con đường. Tôi nhìn dòng người đi trong vô vọng, đầu tôi luôn nghĩ em đang ở đâu, em đang đứng khóc ở nơi nào. Phía trước đập vào mắt tôi là khu trò chơi lớn gần siêu thị, tôi chạy băng qua đường và vào đó, tôi nhìn từng đứa trẻ đang vui chơi và từng góc Góc nhỏ tôi cũng không bỏ qua Đôi mắt tôi không ngừng nhìn về mọi phía Nhưng vẫn chưa thấy em Tôi vội vàng chạy nhanh hơn nữa Tim tôi như thắt lại Tôi không thở được Cổ họng thì khô rát Tôi vừa đói vừa mệt như không còn chút sức lực nào Tôi đã đi mấy vòng siêu thị và các quán ăn Khu vui chơi mà vẫn không thấy em Tôi bất lực đi dạo trên con đường Đôi mắt tôi khóc đến sưng hước Lòng tôi cầu mong ba mẹ phù hộ Để tìm được em trai Tôi hít thở một hơi an nổi rằng Em đang ở gần đây thôi từ xa xa, tôi thấy Linh vẫy tay và kêu tôi. "Hân!" Linh chạy xe đạp sát lại gần phía tôi và hỏi, "Hân sao rồi, mày đã tìm gần hết siêu thị chưa?" Tôi khóc và nói, "Tao đi hết rồi, nhưng mà vẫn không thấy Khải đâu. Không biết là thằng bé đã đi đâu. Lỗi của tao hết mày ạ, à. đáng lẽ tao không nên dẫn em đi siêu thị, đáng lẽ tao phải luôn nắm tay em không rời, tao sợ lắm mày." Linh bóp nhẹ lấy vai tôi an ủi, "Không sao đâu, sẽ tìm thấy thôi." Leo lên xe đi, tao chở mày đi tìm. Tôi ngồi lên chiếc xe đạp trắng của Linh. Lúc này dường như tôi cảm thấy chỉ dự được vào Linh. Đôi chân Linh thuần thoát đạp xe đi từ đoạn này đến đoạn khác. Tôi và Linh đi con đường phía sau siêu thị đi tới cuối đường. Từ phía xa tôi nghe tiếng chửi rất to của một người phụ nữ. Tôi thì nhìn giáo giác hai bên đường còn Linh thì lái xe nhìn phía trước. Đạp tới chỗ người phụ nữ kia thì Linh la to với tôi. Khải kia hân. Linh thắng xe gấp làm tôi ngã gập về phía trước. Tôi nhảy bật xuống xe, Nhìn về phía em tôi, thằng bé đang ngồi bể xuống đất và rất hoảng sợ. Cái Linh thì tấp xe vào đường và chạy tới chỗ Khải, đỡ nó đứng dậy. Trên mặt thằng bé bên hai bên má phung phính là những vệt đỏ hằn dấu tay. Nhìn em sợ hãi gương mặt đỏ âu, tim tôi đau như thắt lại. Tìm được em làm tôi mừng rỡ nhưng chen vào cảm xúc đó là sự lo lắng. Tôi tới chỗ người phụ nữ để hỏi xem có chuyện gì xảy ra, tại sao lại đánh chửi em tôi như vậy. Người phụ nữ đứng trước mặt tôi ăn mặc sang trọng, gương mặt sắc bén dày cộp, lớp trang điểm dày, nhìn tầm chạc 30 tuổi tướng cảnh chiếc ô tô màu đen sang xịn. Chiếc xe rất mới, cô ta vẻ mặt hung dữ nhìn về phía tôi nói: "Thằng bé này là em cô hả? Cô có biết nó đã làm gì không?" "Em trai em đã làm gì vậy ạ?" "Cô bị mù hay sao, nhìn vào xe tôi mà xem." Người phụ nữ chỉ vào phía chiếc xe, chỗ mà có những vết xước mờ nhạt. Trong đầu tôi cũng hình dung ra việc gì rồi. Tôi giọng khàn đặc đáp: "Chuyện là như thế nào vậy ạ? Em trai em người phụ nữ vẫn thái độ hung hăng nói cô nhìn mà không biết à khi tôi từ siêu thị ra thì mấy thằng em cô đang cầm cây vẽ lên xe tôi đây gây những vết xước cô tính thế nào tôi với giọng điệu cầu khẩn dạ chị ơi em của em bị bệnh nên vô ý làm xước xe của chị chị có thể tha cho nó được không à em thực sự xin lỗi cô ta nhìn dò xét tôi từ trên xuống dưới và nói đâu thể dễ dàng như vậy được cô có biết chiếc xe của tôi bao nhiêu tiền không Cô làm sao thì làm, bồi thường cho tôi khoảng sửa chữa này Phí này khoảng 30 triệu Tôi nghe số tiền mà đầu tôi hoang mang Làm sao tôi có số tiền đó mà đền cho họ Tiền ăn còn không đủ huống chi là khoảng tiền lớn này Tôi nằm lấy đôi tay của cô ta và cầu xin Giống mũi cay cay, mắt dưng chồng mà nói Chị ơi, em không thể có số tiền lớn này để đến cho chị Chị có thể giảm nhẹ cho em được không? Không hiểu sao lúc này tôi không thể nào cầm được nước mắt những sự bất lực và sợ hãi cứ theo dòng nước mắt mà tuôn rơi. Cố gắng mạnh mẽ mà lại không được bởi dưới ánh mắt sắc bén của người phụ nữ này thì tôi không thể nào chiến thắng nổi chính mình. Người phụ nữ khi nghe xong những lời cầu xin và khóc lóc của tôi vẫn không lung lay tí nào. Từ phía sau xe tôi nghe tiếng bước chân dần đi tới. Anh ta bước tới đứng cạnh người phụ nữ. Tôi ngước lên thì thấy gương mặt thân quen. Đối với tôi, người đàn ông này thân quen còn anh ta có lẽ không nhận ra tôi. Người phụ nữ giọng ngọt dẹo nói Chồng à Anh ta với giọng lạnh lùng hỏi Có chuyện gì xảy ra vậy Đối với người đàn ông này thì cô ta lại hạ giọng xuống nói Có gì đâu anh Chuyện có bé tí hả Thằng bé này phá xe của chúng ta Anh nhìn vết xước mà xem Em đã bảo chị thằng bé đền bù cho chúng ta 30 triệu để sửa chữa rồi Vẫn là đôi mắt không hồn đó của anh ta Nhìn chằm chằm vào tôi nói Nếu việc đã xong thì giải tán thôi Tôi lắp bắp miệng trả lời Anh ơi, thật ra em không có đủ tiền để trả cho anh chị anh có thể hạ số tiền xuống giúp em được không làm ơn người đàn ông nhìn tôi một cái rồi không nói lời nào mà quay ngoắt lên xe tôi bất lực chỉ đành đàm phán với người phụ nữ chu ngoa này chị ta giọng điệu đanh thép nói đọc số điện thoại và địa chỉ nhà của cô cho tôi trong thời hạn một tuần phải gửi tiền cho tôi nếu không chuẩn bị tinh thần ra tòa đi tôi vội đọc số điện thoại và địa chỉ nhà chị ta không yên tâm chụp hình hai chị em tôi rồi lấy tờ danh thiếp trong túi ném xuống đất Ok, cô cầm lấy tấm danh thiếp của tôi đi Biết điều thì liên lạc sớm với tôi Cô ta quay lưng đi vào xe Tiếng quốc lốc gốc nghe rất chói tai Chiếc xe xoài bánh chạy đi Tôi thì dõi theo chiếc xe Đôi mắt hướng theo người đàn ông ấy Đang suy tư về khoản tiền thì giật mình bởi tiếng gọi của Linh Hân, mau lại đây Tôi tới ôm chầm em tôi Giờ lên hai má đỏ bừng của em rồi nói Không sao rồi em Chị hứa là sẽ không để em phải rời xa chị nữa Cái Linh cũng rừng rừng nước mắt nhìn tôi mình về nhà thôi chắc thằng bé đói lắm rồi tôi nghẹn ngào nói với linh cảm ơn mày nhiều không có mày chắc tao còn tệ hơn tối nay qua nhà tao ăn cơm chung luôn nhé dắt tay em vào siêu thị lấy đồ đã gửi lúc sáng vài chiếc xe đạp linh đợi hai chị em tôi ở cổng trở khải trên xe mà lòng tôi nghĩ mọi thứ hôm nay như một cơn ác mộng cảm ơn ba mẹ đã cho con tìm thấy em Kế về khoản tiền tôi không biết phải làm thế nào bây giờ cũng đã chiều muộn con đường bắt đầu bật đèn đường Ánh đèn vàng mở mịt Mọi vật xung quanh tôi giờ đây cứ mù mịt tối tăm Về tới nhà tôi mở cửa Bật đèn lên Tôi lấy đồ tắm rửa cho em Còn cái linh nấu cơm dưới bếp Lấy đá từ trong tủ lạnh bỏ vào khăn trường lên má cho Khải Thương thằng bé không biết hôm nay đáng hoảng sợ thế nào Tôi nắm chặt tay em mà lòng tự trách Chợt nhớ tới tôi chưa xin tối nay nghỉ Vội lấy điện thoại từ trong túi nhắn cho anh mình quản lý Tối nay cho em xin nghỉ nhé, hôm nay em có việc ạ. Nghe tiếng bíp bíp từ điện thoại vọng lại liền. Ok em, ngày mai nhớ đi làm nhé. Hôm nay tôi không còn chút sức lực nào để đi làm nổi, chỉ muốn ở nhà chăm sóc em và du cho em ngủ. Tôi mở bộ đồ chơi lúc sáng mua ra cho Khải chơi, để thằng bé ngồi chơi rồi ra phụ Linh. Tôi đi xuống bếp vừa đi vừa nói, mày đang nấu món gì đây Linh? Đôi tay Linh đang khuấy cái nồi trên bếp và đáp, tao đang nấu cháo cho Khải. Cháo cho dậy ăn, từ sáng đến giờ thằng bé chưa ăn gì rồi. Mùi cháo thịt bằm thâm phức làm bụng tôi cồn cào theo, tôi chỉ mỉm cười nói với Linh. Cảm ơn mày. Cái Linh đáp, bạn bè giúp nhiều đây thôi mà mày ríu rít cảm ơn hoài vậy. Ăn rau xào với thịt kho nha Linh, tao mới đi chợ hôm qua. Ừ. Hôm nay mày trổ tay nốt nhá, tao mệt quá nên không nấu nổi. Vẫn là nụ cười hiền dịu nhìn tôi đáp. Ừ. Mày muốn ăn gì thì tao nấu cho. Mọi việc cũng coi như ổn rồi. Tìm được em là mừng rồi, cứ để ngày mai rồi hãy nghĩ tiếp. Bữa tối đã nấu xong, tôi dẫn Khải ra rút trắng cho em ăn. Còn tôi và Linh vừa ăn vừa nói chuyện. giờ Linh thấy tôi cũng ổn tí nên hỏi nhẹ tôi. Khoản tiền lúc sáng tao nghe phải đền cho người ta ấy, giờ mày tính sao? Tao cũng chả biết tính sao nữa. Tiền thì tao không có, hiện giờ đầu tao chưa tìm ra cách. Linh thì thảo nói với tôi. Tao còn 5 triệu để dành này, tao đưa mày trả bớt nhé. Thôi tao không lấy đâu, mày giữ đi, khi nào cần thì tao nói. Linh nhìn tôi rất lâu mới đáp. Ừ. Có lẽ Linh cũng đang nghĩ cách để giải quyết giúp tôi mà thật nhà Linh cũng không khá hơn nhà tôi mấy. Linh còn hai em nhỏ học cấp 2, bố thì bị bệnh không thể lao động lặng nhọc. Chỉ có mẹ Linh bán bún nhỏ ở đầu hẻm để trang trải cuộc sống. Tôi thân về nó từ năm cấp 3, lên đại học thì hai đứa cùng chọn trường và thi đậu vào trường. Cả hai đều nỗ lực rất nhiều lên thuyền một hồi cũng 8 giờ tối Linh đi về nhà còn tôi rửa bát xong Thì sáng hát du em ngủ Vừa hát được hai câu thì Khải đã ngủ say Chắc hẳn thằng bé rất mệt Còn tôi tuy mệt nhưng khi nằm xuống giường Thì cứ mãi nghĩ về chuyện hôm nay Nhớ lại chuyện gặp mặt lại người đàn ông đó Biết được anh ta là người đã có vợ Lòng chợt cảm thấy khó tả Cầm tấm danh thiếp lúc sáng trên tay Tôi đọc thông tin trên đó và lên Google Tìm kiếm thông tin hiện ra Là một công ty có tiếng ở thành phố này Chuyên kinh doanh thời trang Chồng ngâm một hồi thì nghe tiếng mưa to lột bộp trên mái nhà Vội dậy để thấy Lấy thau hướng vào những chỗ bị rột Xong tôi quay lại giường nằm Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi Sau một đêm mưa to Sáng nay mưa đã ngưng, nắng rực lên Tôi dậy và vào phòng tắm nhìn mình trong gương Thấy mặt nặng nề Hai mắt sưng húp, quần mắt thâm đen Giờ mà xong tôi ra khỏi phòng tắm Đi đến chỗ giường khải thằng bé vẫn đang ngủ say Hai bên má của em cũng đã giảm sưng Và hết đỏ Tôi lấy gọi em dậy dậy đi em sáng rồi chị nấu phở cho em ăn nhé khải mở mắt nhìn tôi và lặng lẽ đi xuống giường đi đánh răng rửa mặt tôi xuống bếp loay hoay nấu bữa sáng xong tôi cho em ăn và bắt đầu giặt rũ dọn dẹp nhà cửa nay là ngày chủ nhật vẫn là tiếng ồn ào vang từ đầu hẻm tiếng trẻ con chạy đùa chỗ tôi ở là con hẻm đông người nhà cửa nối tiếp nhau mỗi cuối tuần là rộn ràng tiếu tít trong nhà khải nghe tiếng các bạn chơi đùa phía trước nhà ánh mắt em trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ Em nhút nhát chưa bao giờ dám ra chơi với các bạn Cứ hàng tháng tôi sẽ dẫn em đến bệnh viện Cho bác sĩ tâm lý kiểm tra Tương tác với em và cho tôi những phương pháp Dạy thằng bé Tiền bạc để trang trải cuộc sống đã chật vật so với tôi Số tiền tôi làm thêm được Ở quán bar tuy cao gấp 4 lần So với việc làm thêm các công việc khác Nhưng vẫn không đủ cho các khoản chi Cho hai chị em Huống chi là việc dư giả Đối với tôi Việc khải khỏe mạnh và bình an là điều quý giá nhất Tuy có làm nhiều hơn tôi cũng chấp nhận Nghĩ tới khúc này mà khóe mắt tôi thấy cay cay Giờ không biết phải làm sao Sự mạnh mẽ đến mấy cũng bị gục ngã Trước sự tung thiếu Tôi ngước mắt nhìn sang Khải Nếu người phụ nữ kia mà làm khó dễ Sao em tôi có thể có cuộc sống bình yên được Cô ta có quyền có thế Chắc chắn việc cô ta nói ra sẽ làm được Sẽ gây khó cho chị em tôi Nếu không trả số tiền đó Năm ngày nữa là đến cuối tháng rồi Tôi nhận được tiền lương Nhưng khoản tiền này chỉ bằng một phần tư số tiền phải trả thôi Tôi còn đóng tiệc học cho em Đi khám bệnh cho em nữa Lúc bố mẹ còn sống tôi lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình Nay mọi thứ đều nghĩ cho Khải hết cả Buổi trưa nắng chói chang Làm khô giáo con đường ngập nước mưa tối qua Khô tắp những gian quần áo Tôi đi vào nấu cơm trưa để hai chị em ăn Mở tủ lạnh lấy những thực phẩm hôm qua tôi mua ra Có miếng thịt bò Tôi lấy xào với rau củ cho em ăn Để có đủ chất xơ và nấu canh mướp đắng Ăn xong tôi dọn dẹp và cho Khải đi ngủ trưa Hôm nay tôi ít nói chuyện với em Tâm trạng tôi buồn bã sợ ảnh hưởng đến em nên chỉ lặng lẽ dùng cử chỉ để diễn tả cho em. Tôi cũng về giường ngủ một giấc để tối có sức đi làm, bởi tối tôi bắt đầu làm từ 6 giờ và tan ca lúc 2 giờ sáng. Tôi làm công việc này cũng một năm rồi nên quen với cuộc nhịp thời gian. Mở mắt ra đã 4 giờ chiều rồi, thấy Khải đang ngồi chơi đồ chơi, không biết thằng bé dậy từ lúc nào mà không gây tiếng động làm tôi cứ ngủ miên man. Ngủ một giấc làm tôi có tinh thần hẳn ra, tôi lại chỗ Khải chỉ vào tai em nói: Em dậy lúc nào sao không gọi chị dậy Em chỉ vào món đồ chơi và nói Lúc chơi với gấu con Em tôi vẫn chưa biết giờ giấc cụ thể như nào Chỉ hay nói những câu Tại thời điểm em làm thôi Dần dần tôi thấy bệnh em cũng tiến bộ hơn Em cẩn thận và hiểu được các cử chỉ của tôi Và làm theo Tôi để em chơi rồi tôi xuống bếp nấu cơm nhanh Để kịp cho em ăn rồi đi làm Cải ăn xong tôi dắt thằng bé qua nhà hàng xóm bên cạnh gửi cho cô trông giúp Rồi tối đưa cô về nhà ngủ đi tới nhà cô tôi thấy cô đang quét sân trước nhà cô thấy tôi từ ngõ ra đã bảo khải ăn tối chưa đấy để cô cho thằng bé ăn dạ rồi ạ cháu mới cho em ăn xong cháu gửi thằng bé ở đây chơi với thịnh cô trông chừng thằng bé giúp cháu nhé ừ bay cứ về làm đi để cho nó cho cô lại đi lạc nữa thì khổ dạ cháu cảm ơn cô tôi dắt khải vào nhà cô rồi chào cô ừ khách xá giữ đâu về đi cô thủy chỉ có một đứa con trai là thịnh Chạc tuổi em tôi chồng cô mất sớm do tai nạn lao động Tính cô hiền dịu như mẹ tôi vậy đó Tình thương vô bờ bến Cô thương em tôi như con trai cô Thấy tôi vất vả cô cũng không nỡ Cứ tranh thủ là cô qua nhà xem Hai chị em như thế nào Đúng là bà con xa không bằng lắng giềng gần mà Chạy một mạch tới nhà tôi thay đồ rồi đạp xe đạp Chạy tới quán ba tầm khoảng 20 phút Vừa mới tới cổng tôi đã thấy chị Kim Tôi chạy tới chỗ chị và nói Chị chờ em vào với Chị giật mình và quay lại đáp Ừ, làm chị giật mình vào gửi xe đi Chị đứng chờ Tôi gửi xe rồi hai chị em vào phòng thay đồng phục Chị nhỏ giọng qua tôi Hôm qua em bị ốm à Dạ không Hôm qua em để lạc hải Chị hoảng hốt và cượng giọng Mọi chuyện như nào đã tìm thấy thằng bé chưa Tìm được rồi chị ạ Chị thở vào Ôi may quá, à hôm trước chị có nghe em bảo dẫn Khải đi chơi Bị lạc ở đó hả em Dạ, chưa kịp nói chuyện tiếp Thì tôi nghe quản lý trước phòng gọi hai chị em ra bưng rượu cho khách vào sớm ở đây đồng phục đều toàn là váy ngắn cún để khoe được đôi chân dài. Giá người tôi mạnh mai, cao giáo có được đôi chân thẳng tắp, gương mặt cũng ưa nhìn nên tôi được nhận vào làm. Tôi ra ngoài mại mê với công việc, bưng rượu cho các khách một chặp, rồi đứng nếp sang một bên chờ khách gọi. Nhìn sang hướng góc cuối phía khu của chị Kim bưng rượu, tôi chợt nhìn thấy người đàn ông ấy, có vẻ như đã uống hơi nhiều. Anh ta vẫn ngồi uống một mình như mọi khi, đôi mắt tôi nhìn chăm chăm vào anh ta, tự nhiên một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu. Tôi mạnh dạn đi về phía hướng anh ta ngồi, nhẹ nhàng bưng ly rượu tới bàn, khẽ giọng ngập ngừng nói với anh ta. Anh còn nhớ tôi không ạ? Ngước gương mặt lạnh lùng quanh anh ta nhìn vào tôi. Cô là ai? Tôi là chị của thằng bé hôm qua làm rước xe của vợ anh. Ừ, rồi sao? Lúc này tôi cố tỏ ra kiên nhẫn để có thể nói tiếp. Dạ, anh có thể nói giúp vợ anh để giảm số tiền cho tôi xuống được không? Tôi còn là sinh viên, thu nhập của tôi chỉ dựa vào công việc làm thêm này tôi không thể nào trả nội số tiền đó được. anh ta vẫn gương mặt không chút sắc thái đó đáp tôi. đó là chuyện của cô liên quan gì đến tôi. còn việc của cô với vợ tôi thì cô tự giải quyết. tôi không muốn dính líu tới cô ta. mọi việc dần không như tôi nghĩ. anh ta không dễ thỏa hiệp nhưng tôi vẫn cố nải nỉ. tại vì với tôi anh ta là niềm hy vọng duy nhất so với cô vợ dữ dằn kia. tôi lại tiếp với giọng thiết tha hơn nữa. anh làm ơn giúp tôi với. thực sự hoàn cảnh của tôi đang rất khó khăn. Nước mắt tôi bắt đầu ướt nhẹ trên hàng mi, với vẻ mặt buồn bã, nhìn thấy tôi lúc này anh ta cầm ly rượu trên tay uống hết một hơi và hạ giọng nói, "Nếu cô có thể đáp ứng được điều kiện với tôi thì tôi có thể suy nghĩ lại." Tôi chần chừ một lúc rồi suy nghĩ, anh ta có vẻ giàu có và lịch thiệp, chắc không đưa ra những điều kiện quá đáng. Tôi mấp máy đôi môi nói, "Điều kiện gì ạ?" Cô đồng ý đi rồi tôi nói, "Tôi chỉ cần trong phạm vi tôi có thể đáp ứng thì tôi sẽ đồng ý." đó là chuyện của tôi còn việc của cô là muốn thợ hiệp không tôi dần bắt đầu thấy lo lắng tim tôi đập mạnh đầu óc thì lưỡng lự mà tôi cũng muốn nghe điều kiện của anh ta nên đã đáp lại rồi tôi đồng ý anh nói đi anh ta nhếch miệng cười nhẹ một cái rồi nói nếu cô làm cho tôi vui cô làm nhân tình của tôi đi nghe được câu nói của anh ta tôi khựng ngay lại vẻ mặt nghiêm túc của anh ta không phải là đùa rồi tôi đáp anh có bị làm sao không vậy anh đã là người có vợ rồi mà, với tính khí của vợ anh thì anh nghĩ tôi còn yên ổn hơn bây giờ không? Thì tôi đang đưa ra điều kiện với cô, tôi sẽ giúp cô trả hết khoản tiền đền bù đó và cho cô cuộc sống tốt hơn hiện tại. Cô cứ suy nghĩ đi. Tôi quay người đi không dò dự, tôi quay về chỗ đứng tiếp khách của tôi, bưng rượu cho khách mới gọi, chị Kim tới chỗ tôi nói. Khách lúc bên khu chị làm khó em à? Dạ không ạ. Sao chị thấy em nói chuyện với anh ta một hồi lâu mà? Chị à, Chị có tiền không ạ? À? Em đang cần gấp 20 triệu, chị có cho em mượn với. Chị Kim nhìn tôi ngơ ngác nói, "Ủa, có chuyện gì gấp hả em? Chị mới gửi tiền về quê rồi nên là chị không còn tiền, chuẩn bị lãnh lương rồi mà Hân." Lúc nãy câu chuyện trong phòng thay đồ em chưa kể hết chị." Tôi ngập ngừng. "Khải đi lạc và lỡ làm sức xe của vợ anh lúc nãy em nói chuyện đấy, chị vợ của anh ta rất hung dữ và bắt em bồi thường 30 triệu." Trời đất ơi, số tiền đó làm sao mà em có thể trả được? Em không biết làm sao chị ạ à. Lúc nãy em cố gắng bàn bạc lại với chồng chị ta Mà không khả quan gì Hay để chị lại nói giúp em nha Anh ta là khách quen ở đây Chỉ còn nói chuyện với anh ta vài lần rồi Dạ không chị ơi Anh ta có vẻ khó tính đó Để từ thôi em nghĩ cách khác ạ à. Thương em tôi Hết chuyện này đến chuyện khác Rồi có gì không được thì em báo chị nhé Chị luôn sẵn sàng giúp em Dạ em cảm ơn chị Quản lý gọi chị lại để bàn việc chút lương cho mấy anh chị Tôi thì thận thở đứng đây Câu nói của anh ta cứ lảng vảng bên tai tôi Tan ca tôi đạp xe về Đường hôm nay sao thấy xa quá Đôi chân giả rời như muốn trùn bước Từng nhịp từng nhịp đạp nặng nề chạy về nhà Tôi thay đổi dài dài cơ thể mệt lả trên chiếc giường cũ Không có tâm trạng để soạn bài cho tiết học ngày mai Sao anh ta lại chọn mình đi làm tình nhân tình chứ Một điều kiện quá vô lý Mình cũng không được xinh đẹp Hay là anh ta thấy mình hiền nên nghĩ mình sẽ dễ dãi Còn lâu mình mới đồng ý với anh ta Vậy còn số tiền phải làm sao Căn phòng ngập tràn ánh nắng Mẹ đang giả dữ ngoài sân Bố thì đang đóng cái bàn hỏng trao khải Tôi đang chơi cùng em trên hiên Mẹ nhìn sang tôi và em mỉm cười Hai đứa con yêu của mẹ nay đã lớn rồi đấy Hân, con lớn hơn em 6 tuổi Phải bớt nhường nhịn yêu thương em nghe không Dạ vâng, mẹ yên tâm Con biết mà Khải cầm chiếc máy bay trên tay vui đùa Cả nhà tôi mỗi khi có thời gian rảnh đều quay quần bên nhau Khung cảnh mờ dần một ánh sáng trắng rộng lớn trói mở hết cả mẹ và bố tôi, làm tôi không thấy rõ. Mẹ ơi, bố ơi! Giật mình tỉnh dậy mở mắt mới thấy chỉ là trong cơn mơ. Mồ hôi lênh láng trên trán tôi, ê cả cổ chắc do tối nằm bị nghiêng. Tôi quay mặt nhìn sang chiếc đồng hồ đầu giường, hiện lên là 6 giờ sáng. Lật đật chạy lại kêu em dậy và nấu bữa sáng cho Khải. Tôi chở Khải đến trường rồi chạy sang trường học tiết đầu. 7 giờ sáng 30, bắt đầu học tiết mãi đến trưa muộn tôi mới về nhà thời gian rảnh buổi chiều tôi học bài và soạn bài năm ba rồi nên bài vở cũng nhiều hơn toàn là mấy môn chuyên ngành khó khoảng ba giờ chiều tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ tôi chần chừ rồi nhấc máy nghe alo ạ tiếng người phụ nữ ở bên kia vọng lại cô còn nhớ tôi không đã ba ngày rồi tôi không thấy cô liên lạc lại cô đã quên số tiền còn thiếu tôi rồi thì ra người phụ nữ chu ngoa gọi đến để nhắc về số tiền đền bù tôi đáp lại dạ em còn nhớ chị cho em thêm chút xíu thời gian nữa được không ạ Tôi cho cô hẹn đến cuối tuần này Mau mà trả tiền cho tôi thì tôi không gửi đơn ra tòa Bíp bíp Tiếng điện thoại ngắt ngang Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã tắt máy Tiếng thở dài của tôi bao trùm cả căn phòng Bước tới tủ quần áo Tôi mở lấy đại bộ đồ thay rồi đi tới chỗ làm Âm nhạc dập dình sôi động Dưới ánh đèn xanh đỏ chiều sáng khắp quán Bartender với điệu múa điêu luyện liên tục đặt lên bàn những món đồ uống bắt mắt Trên sân khấu đi giày đánh nhạc nóng bỏng làm cho không khí càng sôi động hơn đời tay nhấp nháy lia lịa đánh bài này đến bài khác nhạc mở ở âm lượng lớn nên nếu ai vào lần đầu sẽ cảm thấy rất chói tai không thể chịu được xa nhảy đầy những đôi nam nữ vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo nhạc họ như hòa nhịp vào với nhau tôi loay hoay tìm bóng dáng người đàn ông quen thuộc tìm mãi mà không thấy hình như hôm nay anh ta không đến về bên trái có khách gọi tôi bưng ly rượu lại đó tôi đưa ly rượu cho anh ta sơ ý thì ai tay anh ta đã chạm vào mông tôi tôi sợ hãi giật bắn người anh đang làm gì vậy Tôi hất tay anh ta ra và nhanh hắng giọng Anh tự trọng chút Chỗ này mà cô đòi tự trọng à Một đêm bao nhiêu đi riêng với tôi Tôi không phải như vậy Anh kiếm nhầm người rồi Anh ta chụp lấy tay tôi kéo sát về phía ngực nói Em cũng xinh đấy đi với tôi Không thả tôi ra Người đàn ông này đã quá say rồi Lời nói không đứng đắn lọ trọng níu kéo tôi Tôi không dám làm lớn chuyện sợ ảnh hưởng tới không khí quán Những trường hợp này đôi khi xảy ra với các khách say xỉn là chuyện bình thường Tôi vùng dằn một hồi tự nhiên nghe tiếng bóp từ phía sau đầu anh ta. Gương mặt lạnh lùng sắc bén dùng đôi tay mạnh mẽ hớt tay hắn ta ra khỏi người tôi và nói. Buông tay quấy ra. Mày là thằng nào? Tao là ai không cần báo cáo với mày, muốn chơi gái thì đi chỗ khác. Anh ta đã đến, tôi lén thở vào lui về phía sau, tên đang chảo gẹo tôi mất hứng cầm chai bia đi sang bàn khác. Cứ làm mãi công việc này sao? Đã suy nghĩ điều tôi nói hôm qua chưa? Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt cảm kích đáp. Cảm ơn anh, còn điều hôm qua tôi chưa nghĩ tới Tôi đi đến quầy ba lấy một ly vodka đem tới đặt lên bàn Tôi tưởng hôm nay anh không tới Giờ cũng đã muộn rồi Cô để ý tới tôi à Tôi không đáp ngại ngùng quay lưng đi Thì anh ta lên tiếng Cô tên gì Tôi tên Hân Anh ta mỉm cười và đáp Tôi tên Khôi Thì ra anh ta tên Khôi Tôi gật đầu như đã nghe thấy rời bưng rượu sang bàn khác Tới hôm nay gió hưu hưu mát mẻ Bóng đêm không còn đáng sợ như mọi khi tóc tôi bay phơi phới trong gió, hai chân thong thả đạp xe. Tới nhà tôi thay đồ lăn ra ngủ, ngày mai tôi có tiết học vào buổi chiều, nên sáng tôi chỉ chờ Khải đi học rồi về chuẩn bị bài vở cho tiết học buổi chiều thôi. Sáng nay như mọi khi, tôi nấu đồ ăn sáng và chờ em đi học, sẵn tiện tôi ghé nhà sách. Tôi đang ở quầy tham khảo sách thì chung điện thoại reo lên. Mở túi sách tôi lấy chiếc điện thoại ra nhìn vào số máy đang hiện thị, bên kia cất giọng. Sao cô vẫn chưa liên lạc với tôi hả? có mấy đồng bạc mà để tôi gọi hoài hay cô muốn làm lớn chuyện lên dạ chào chị ạ không phải là em muốn quỳ tiền đâu mà hiện tại em chưa gom đủ tiền em đừng dài dòng gặp nhau nói chuyện giải quyết lại đi tôi đang ngồi quán cà phê đối diện siêu thị đừng để tôi đợi lâu tôi lật đật chạy ra khỏi nhà sách và đạp xe nhanh qua quán cà phê người phụ nữ kia nói bước vào quán tôi thấy chị ta ngồi ngay cửa sổ tôi lại gần và ngồi xuống chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã xả giọng chắt ngắt vào mặt tôi Cô biết là mất của tôi bao nhiêu thời gian không? Em đang ở nhà sách qua nên chi phí sửa xe đã tính thấp nhất cho cô rồi. Muốn bị tôi kiện mới chịu trả sao? Em sẽ trả mà. Mong chị có thể thư thư cho em vài hôm được không ạ? Em chưa gom đủ. Khi nào đủ 30 triệu em sẽ chủ động đem đến trả cho chị ạ. Chị ta nhếch môi cười khẩy. 30 triệu không phải là 300 triệu. Cô làm gì cả tuần rồi còn chưa gom đủ. Em trai em bị bệnh. Vì sinh hoạt mỗi tháng đều nhờ vào công việc em làm thêm để trang trải Tháng này em đóng học phí cho em trai nên hơi kẹt ạ. Mong chị thông cảm. Tôi không thông cảm đấy. Chiếc xe đó giá trị bao nhiêu tiền cô biết không? Thằng em trai điên khùng của cô có bệnh sao không nhốt ở nhà đi? Cho nó ra đường làm gì rồi gây chuyện. Còn cô đừng giả vờ ngây thơ vô tội. Hôm nay cô không trả thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi sợ đến xanh mặt. Cố gắng giải thích nhưng người phụ nữ này không chịu nghe. Dù chị ta buông lời miệt thị em trai mình tôi cũng không dám phản bác lại. Chồng à, có gì không anh? Em đang ở ngoài. Chị ta nghe điện thoại với thái độ khác hẳn khi nói chuyện với tôi Giọng điệu ngọt ngào làm tôi dựng tóc gáy Vâng em sắp về rồi Gặp anh ở nhà nhé Vừa cúp điện thoại chị ta liền khôi phục vẻ mặt tức giận Sao nghe tới trả tiền câm rồi à Tuần sau được không ạ Chậm nhất là tuần sau em sẽ trả tiền cho chị Thật sự hôm nay em không mang đủ 30 triệu Đang là sinh viên à Dạ Để tôi chỉ cho cô cách kiếm tiền nhanh nhất nhé Những đứa sinh viên nghèo khổ như cô vớ đại một gã nào đấy Hầu hạ một đêm là có tiền ngay nói không chừng lại giàu lên từ nghề rẻ tiền này đấy chứ. Tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt chị ta, đột nhiên nghĩ đến lời đề nghị đêm đó của cô, hai tay đặt trên đùi co lại. Tôi cho cô thời hạn là cuối tuần sau, nếu còn lằng nhằng thì đừng có trách. Em cảm ơn chị. Biến đi, nhìn bẩn cả mắt. Những lời nói khó nghe của cô ta như xé cào con tim tôi, ấm ức nghẹn ngào chất chứa ở trong lồng ngực quay lưng đi mà nước mắt tôi tuôn trào, vừa tức vừa buồn cho số phận của mình. Tôi đến quán bar Tôi thay đồng phục ra rồi bưng rượu chào khách Người tôi thẫn thở vừa đi vừa nhìn ra hướng cửa ra vào Nhìn các khách đến quán Anh ta vẫn chưa đến Bây giờ vẫn còn sớm chỉ mới 7 giờ tối Lòng tôi nôn nao như trông chờ thứ gì đó Khách hôm nay đông kín cả quán Dòng người như chảy hội Vui đùa nhốn nhảy theo nhạc Đôi chân tôi bưng rượu liên tục Mãi từ khu này đến khu khác Khói thuốc lá điện tử như làn sương mù bao trùm cả quán mùi nồng khó chịu tôi người ngất muốn ngạt thở suy nghĩ miên man sau này anh ta không đến và nghĩ về những lời nói lúc chiều của cô vợ thật sự quá đáng ghét đèn mở tối tăm lúc này tôi không thể quan sát hết dòng người ra vào được tôi đến chỗ chị Kim nói khẽ nãy giờ chị có thấy anh hôm bữa nói chuyện không à hình như không anh em mãi tiếp khách nên chị không thấy có chuyện gì à dạo không vẫn chưa giải quyết xong chuyện với phía họ hả à? đối với họ chỉ có thể giải quyết bằng tiền thôi chị em ơi Tiếng khách gọi và vẫy tay kêu chị Kim tới tiếp rượu Nhiều lúc nhìn chị ấy làm việc không biết mệt mỏi Người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng Miệng luôn tươi cười Tôi ước được giỏi giang, mạnh mẽ như chị ấy Có lẽ hôm nay anh ta không tới Tôi chợt nhớ ra lúc chiều anh ta có hẹn gặp vợ ở nhà Chắc họ đang bận bịu với nhau Hai giờ sáng tôi tàn làm Tôi đạp xe lang thang dọc vỉa hè Tôi muốn suy nghĩ về mọi thứ Sắp xếp lại cuộc sống của mình Nghĩ kỹ về lời đề nghị của Khôi nếu tôi đồng ý thì số tiền 30 triệu coi như được giải quyết xong và em tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Còn tôi sẽ thế nào? Anh ta sẽ làm gì? Cô đợi tôi như một cuộc giao dịch sao? Về tới tôi mở cửa nhà. Qua phòng em nhìn thấy thằng bé ngủ ngon lành. Tuy em bị bệnh nhưng em rất ngoan ngoãn chưa bao giờ quấy khóc khi không có tôi ở nhà. Thường em chị hứa sẽ cho em cuộc sống tốt hơn để em được khỏe mạnh. Tôi kéo chiếc khăn đắp lên cho em rồi đi về phòng thay đồ ngủ một giấc. Tiếng đồng hồ báo thức reo lên. Tôi mở mắt với tay lấy chiếc đồng hồ xem giờ và tắt báo thức. Ngồi dậy đôi mắt lờ đờ buồn ngủ. Tôi qua kêu em dậy đi học, vệ sinh cá nhân và cho em ăn xong tôi chờ em đến trường. Sáng nay tôi học hai tiết đầu, đến trường tôi thấy Linh từ cổng đang đi vào. Tôi kêu to, Linh ơi! Linh quay người và vẫy tay, ơi! Tôi chạy tới chỗ Linh đáp, sáng sao mày không qua rủ tao đi học với? Tại tao dậy sớm ra phụ mẹ bán tí rồi tao đi học luôn Sáng nay học 2 tiết xong Mình ghé thư viện mượn sách về ôn thi đi mày Cuối tuần sau là thi học kỳ rồi đấy Hôm qua tao có ghé nhà sách để tham khảo mà chưa tìm được quyển nào Ừ thôi có xe vào học đi mày Vô tiết rồi Tan tiết học lúc 9 giờ Tôi và Linh ghé thư viện bên cạnh căng tiên trường Hai đứa vào mỗi đứa đi một bên kệ sách Tìm sách để tham khảo Tôi vừa đi vừa nhìn chăm chú đọc không để ý phía trước vô ý đụng phải ngực của một người con trai tôi xin lỗi nhé nó dứt lời tư ngước mặt lên cả hai cùng nhìn nhau cười thì ra là anh khang khoa kỹ thuật đợt trước gặp ở sinh hoạt khóa anh mỉm cười đáp lại không sao em em đi thư viện một mình hả dạ em đi với bạn còn anh anh đi một mình thôi hôm trước gặp em mà chưa kịp nói chuyện nhiều em tên hân đúng không dạ đúng rồi anh may anh không nhớ nhầm em tìm một con sách chưa Xong mình ra căng tin uống nước nói chuyện nhé Dạ em tìm được rồi Để em gọi bạn em tới Ba chúng tôi ra căng tin ngồi uống nước Và nói chuyện làm quen với nhau Linh nghe thẹn nhìn anh và nói Em là Linh, bạn cùng lớp với Hân Anh tên gì? Anh là Khang Em đã thấy anh phát biểu ở sinh hoạt khóa rồi Giọng anh dễ nghe và truyền cảm lắm ạ Anh cảm ơn nhé Nụ cười ấm áp cùng với giọng nói dịu dàng Chúng tôi nói về chuyện học tập và các kỹ năng mềm Câu chuyện làm cho chúng tôi gần gũi với nhau Tôi và Linh cứ như chìm trong câu chuyện của anh ấy Cũng đã chưa muộn chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp ở buổi sinh hoạt khóa lần sau Ra về anh xin số điện thoại tôi điện tiện liên lạc gặp gỡ Tôi vui vẻ cho anh ấy Nghĩ trong lòng không ngờ lại có duyên gặp anh lần nữa Chiều tôi về nhà Đọc các cuốn sách mới mượn ở thư viện Ngồi bên cửa sổ gió mắt hiu hiu làm tâm trí tôi không thể tập trung Đầu óc suy nghĩ vô vơ Không biết tối nay anh ta có đến không lẽ nào không đến nữa Mấy ngày liên tục sau đó anh ta không đến Tôi không biết xoay sở đâu ra 30 triệu để trả cho vợ anh ta Ngày mốt là hạn trả tiền rồi Tâm trạng dối bời Đang mải căng thẳng thì tôi thấy anh ta từ cửa đi vào Gương mặt tôi bừng vui hẳn lên Tôi cố bình tĩnh bưng rượu lại cho anh ấy Đã lâu không thấy anh Cô chờ tôi đây à Tôi ngại ngùng và vào nhanh chủ đề luôn Không biết anh có còn nhớ lời đề nghị với tôi lúc trước không Tôi tưởng cô không quan tâm Anh ta cầm ly rượu lên uống ực một hơi Rồi nói tiếp Cô suy nghĩ kỹ rồi à Tôi... tôi đồng ý với anh đề nghị đó Tôi đang cần số tiền 30 triệu Để trả cho vợ anh Nếu không vợ anh sẽ không để yên cho chị em tôi Ok Ngày mai tôi sẽ xử lý xong cho cô 30 triệu Anh rút trang ví tấm danh thiếp Đưa cho tôi và nói Cô lưu số điện thoại tôi vào Đọc số điện thoại của cô đi Tôi gọi là phải nghe máy đấy Ừ, tôi biết rồi. Tôi quay đi về phía quầy thở vào nhẹ nhõm. Nhìn tấm danh thiếp trên tay tôi thấy anh ta là tổng giám đốc công ty chuyên về hàng thời trang cao cấp. Anh ta vừa giàu có vừa đẹp trai, mọi thứ đều có trong tay. Tàn cà tôi ghé vào chỗ quản lý để nhận lương. Tôi sẽ dùng số tiền này để dẫn Khải đi khám bệnh. Ra lấy xe về, thấy những đôi nam nữ cặp kè với nhau ra khỏi quán làm đầu tôi lóe lên ý nghĩ muốn có người yêu. Mà lo cho cuộc sống chưa xong, lấy đâu ra yêu với đương Sáng sớm mai tôi lên trường, này tiết học của tôi kín hơn mấy hôm vì cũng sắp thi học kỳ rồi còn một năm nữa là tôi ra trường cố thêm tí nữa thôi đang học tiết ba thì điện thoại tôi rung lên là số khôi gọi đến tôi tắt máy và nhắn tin lại tôi đang học có chuyện gì thì anh nhắn tin cho tôi nhé tối nay 7 giờ gặp nhau đi cô nhớ đến đó địa chỉ tôi sẽ nhắn sau ừ tôi biết rồi học xong tiết cuối tôi về nhà nấu cơm ăn không biết anh ta gặp mình ở đâu có ý đồ gì tôi đã nhận lời đề nghị nên phải chấp nhận mọi yêu cầu của anh ta. Tôi cầm điện thoại gọi cho anh mình quản lý quán để xin nghỉ tối nay. Dạ anh ơi, tối nay em có việc em xin nghỉ nhé. Anh gọi người làm bù ca cho em với ạ. Ok em. Dạ em cảm ơn ạ. Tới đâu thì tới, buổi trưa trời nắng gay gắt làm tôi buồn ngủ. Tôi ngủ một giấc không còn gánh nặng về số tiền đền bù nên tinh thần tôi thoải mái hơn. Ước gì không bị ràng buộc bởi lời đề nghị của anh ta có lẽ tôi còn vui hơn. Không biết ngủ bao nhiêu lâu, Tiếng điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc, là khôi gọi tới, tôi nghe máy. "Alo ạ?" À? "Cô đến khách sạn Tobin, phòng 304, nhanh mà đến đi." Tôi chưa kịp trả lời anh ta đã cúp máy rồi. Tôi dậy mở tủ đồ ra lựa một chiếc đầm, nhìn lại tủ đồ của tôi toàn là quần jean, áo thun nên giờ có việc không biết mặc gì, tôi chọn đại chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng. Khách sạn khá xa nên tôi bắt taxi đến. Vừa đến khách sạn không gian sang trọng đẳng cấp lần đầu tiên tôi đặt chân đến như thế này, Tôi lại quầy hỏi lễ tân số phòng rồi cầm chìa khóa lên phòng Anh ta đã đặt phòng trước rồi Lên đến phòng thì anh ta chưa đến Tôi ngồi trong phòng đợi khoảng 10 phút thì nghe tiếng mở cửa Tôi quay lưng lại nhìn anh ta Không khí ngại ngùng bao trùm căn phòng Làm tôi cảm thấy ngột ngạt Người tôi lại ngắt Anh ta cất giọng trước Cô tới lâu chưa? Tôi cũng vừa tới Anh ta đi tới bàn khui chai rượu ra và rót vào ly Lại gần và đưa cho tôi Uống vào một ngụm Tôi bất căng thẳng Tôi chần chừ hỏi anh gọi tôi đến đây làm gì Cô không biết à Tôi nhớ là cô còn nói muốn ngủ với tôi một đêm rồi kia mà Những việc gặp nhau ở khách sạn là chuyện bình thường Cô đừng hỏi ngược lại tôi là để làm gì Tôi biết rồi mà Tôi không nghĩ là nhanh như vậy Tôi chưa chuẩn bị tâm lý xong Lúc này anh ta lại sát bên tôi Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với đàn ông trong một căn phòng như vậy Tôi chỉ mới 21 tuổi Những cảm xúc về tình yêu còn chưa trải qua Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa anh tỏ ra nhẹ nhàng và nói Cô sợ à? Tôi hơi sợ Mắt tôi dần nhắm lại Tay anh ta chạm vào vai tôi Cánh tay rắn giỏi mang theo lực đẩy tôi ngã xuống giường Cơ thể căng cứng như đóng băng Tôi run run không dám nâng mí mắt Khôi luồn tay ra sau chạm vào khóa kéo Tôi mím môi Mười đầu ngón tay tùm lấy ga giường Không tưởng tượng được những chuyện gì sẽ phát sinh sau đó Nhưng tôi biết chắc chắn mình Sẽ đánh mất thứ quý giá nhất mà cô gái nào cũng muốn giữ cho người mình yêu. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, không phải của mình nên tôi nằm im, giọng nói ngọt ngào giả lạ làm tôi chết điếng. Chồng, anh gần về chưa? Tối nay vợ chồng mình đi ăn nhà hàng nhé. Anh bận rồi. Anh bận gì vậy? Sao thư ký nói anh ta làm rồi kia mà? Em muốn quản cả việc của anh đi đâu sao? Không có, em... Khôi ném điện thoại ra sau, hình như anh ta đang tức giận động tác của khôi bắt đầu thô lỗ nắm khóa kéo giặt vang xuống tôi sợ hãi đưa tay chắn ngang ngực lắp bắp tôi muốn nhận tiền trước được không nhậu anh tiền trên bàn xong việc cô có thể cầm đi bất cứ lúc nào đợi đã tôi thả lỏng đi anh nhẹ nhàng thôi được không khôi không đáp bắt đầu cởi áo sơ mi thân hình vạm vỡ gian chắc dần hiện ra tôi xấu hổ quay mặt sang hướng khác không dám nhìn nhưng khôi ép tôi phải đối diện với nửa thân trên trần trụi trên người bị lột sạch không có gì che chắn Tôi sợ đến bật khóc Nghĩ tới mình vì tiền mà bán đứng thân thể Cùng một người đàn ông có vợ Phát sinh quan hệ ngoài luồng thật vô đạo đức Nhưng tôi không còn cách nào khác Vợ anh ta rất hung dữ Tôi sợ chị ta sẽ đâm đơn kiện thật Chị em tôi thân cô thể cô Lấy gì mà hầu tòa Tôi không có kinh nghiệm cũng không biết cách lấy lòng đàn ông Khôi là người chủ động Anh ta bắt đầu hôn lên môi tôi Hai tay vút ve cơ thể đang run bần bật Lần đầu tiên sẽ hơi đau Vâng Cô có bạn trai chưa Tôi chưa Khôi đang bắt chuyện với tôi Bàn tay đặt trên ngực tùy thích nhào nặn Đột ngột bên dưới bị thứ gì đó xâm chiếm xé toạc tấm màn quý giá Tôi cau mày đau đớn Nước mắt tuôn như đe vỡ sợ hãi lắc đầu Đau quá đừng Hơi thở khôi ồ ồ Mùi dự thoang thoảng trong khoang miệng Anh ta dùng môi bao phủ môi tôi che đi những tiếng nước nở khó chịu bên dưới không ngừng tấn công. Thế là hết, tôi đã đánh mất chính mình chỉ trong vài giây. Thân thể này không còn là của tôi nữa, nó đang nghe theo tiếng gọi của dục vọng. Hồi phát tiết sự giận dữ, ấn giấu lên người tôi, cướp đoạt từng hơi thở, không cho tôi được nghỉ ngơi một giây nào. Vạn vỗ đôi môi trở nên sưng đỏ, tôi như giả trôi trên biển, lênh đênh không tìm được bờ. Phòng bà bão táp lần lượt kéo đến, đánh úp tôi trong cơn sóng tỉnh mãnh liệt, một lần rồi lại một lần, Tôi mệt mỏi thiếp đi, nhưng người đàn ông đang hỉ hục trên người tôi vẫn chưa chịu dừng lại. Tỉnh dậy, tôi thấy anh ta đã đi rồi, trên bàn để số tiền 50 triệu. Tôi dậy vào nhà tắm mặc đồ lại, nhìn vào gương lòng tôi buồn bã. Sự trong trắng của tôi đã trao cho anh ta và đổi lấy bằng tiền. Hôm qua thực sự mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi cầm tiền ra khỏi phòng và xuống bắt taxi đi về. Mang cơ thể mệt mỏi nằm trên giường, sự đau đớn tối qua kéo dài tôi nhắm mắt ngủ một giấc tôi đến quán ba vừa nhìn đến chị Kim thấy tôi thì liền hỏi sao nay chị thấy em nhợt nhạt vậy em ốm à dạ không ạ hôm qua xảy ra vài chuyện nên em hơi mệt ừ, nếu mệt thì em về nghỉ đi chị làm thay cho dạ em dáng làm được chị ạ bữa giờ chị bận không hỏi em về hôm trước thế đại giải quyết được chưa em xong rồi chị ạ tiền đâu mà em trả họ Em thỏa thuận được với trong anh ta rồi chị Mọi chuyện im xuôi là tốt rồi em Thôi em ra làm việc đi Khi nào rảnh chị em mình nói chuyện tiếp Dạ chị Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa Tiền thì trả được mà tâm trạng tôi Sao lúc này mông lung quá Tôi dặn lòng sẽ quên chuyện này đi Và xem như không có chuyện gì xảy ra giữa tôi với anh ta Nhưng thật sự rất khó Vì không qua cứ lấn quấn trong đầu tôi Đối với một số người số tiền đó không là gì nhưng đối với tôi, số tiền 50 triệu là quá lớn, có được khoản tiền này tôi sẽ lo cho em tôi tốt hơn, đỡ phải gồng gánh mọi việc hơn. Cuối tháng này là dỗ bố mẹ rồi, năm nào dỗ tôi cũng chuẩn bị những món đơn sơ, năm nay tôi sẽ lo dỗ cho bố mẹ chu đáo hơn. Vừa làm việc tôi vừa suy nghĩ mãi cho đến lúc tan làm. Sáng nay tôi dậy sớm, trở Khải đi học rồi tôi đến trường. Hôm nay học cả ngày nên tôi ở lại trường để học tiết chiều trưa tôi gọi linh ra hai đứa cùng ăn trưa hai đứa rảnh lúc nào thì gặp nhau lúc đó dính như sam vậy đó vừa gặp linh đã hỏi năm triệu hôm trước ta bảo đưa mày mượn đấy sao lâu rồi không thấy mày hỏi tao tao giải quyết xong rồi đấy mày ủa sao nhanh vậy giải quyết như nào tao đi gặp vợ chồng anh ta Xong rồi tao gia hạn thêm một thời gian để trả góp ấy họ cũng chịu hả mày à ừ, chịu chứ thật ra tôi không dám kể sự thật cho linh nghe Tuy Linh là bạn thân tôi Nhưng về chuyện lần này tôi không dám mở miệng như thế nào Chỉ dùng những lời nói dối để lấp liếm Ra căng tin trường Tôi với Linh đang ngồi ăn Thì gặp anh Khang xuất hiện Tới phía bản của tôi Sáng giờ anh liên lạc cho Hân mà không được Điện thoại em bị gì à Dạ bình thường mà anh Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại trong túi ra Thì thấy điện thoại đã hết pin Anh xem này Hết pin mà em quên mất Có việc gì hả anh Anh muốn mời em với Linh đến dự sinh nhật anh hai em chỉ mới biết anh gần đây thôi mà sao anh mời sinh nhật em? Tuy mới gặp nhưng anh có thiện cảm nên muốn kết bạn với nhau hai đứa nhớ đến nhé. à dạ, thôi anh đi trước đây. linh đập vào vai tôi nói khẽ, có vẻ anh khang thích mày rồi đấy. thôi mày đừng đùa, tao có gì đâu mà thích. nhìn vào ánh mắt anh khang tao thấy hơi nghi nghi rồi. thôi, người ta sang trọng, học giỏi, lại đẹp trai nữa, tao không bởi tới mày ạ, à, chắc có lẽ nhìn tao như em gái thôi để rồi xem mày nhìn xem địa chỉ tổ chức trong thiệp này nơi sang trọng lắm đấy tao không có đồ để mặc tao biết chỗ này con nhà giàu thường tổ chức trong này thôi mai mày rảnh qua nhà tao trong tủ tao có mấy chiếc đầm xinh lắm vậy cho tao mượn nhé chứ mặc bình thường ngại với người ta quá ừ thôi dấu tiết học đi này cầm tấm thiệp mà tôi hồi hộp hủ quá nếu như lời linh nói anh khang có cảm tình với tôi vậy liệu tôi có xứng với anh ấy Cuộc sống mỗi lúc mỗi khác Trước khi xảy ra lời đề nghị với Khôi Có lẽ tôi sẽ mạnh dạn Theo đuổi tình yêu hơn Còn bây giờ đối với tôi Tình yêu có lẽ hơi xa vời Sinh nhật anh Khang diễn ra vào tối mai Tôi lo đến đó mình sẽ không hòa nhập được Với không khí ở đó Tuần sau tôi thi học kỳ rồi Tôi nghỉ ở quán ba một tuần để tập trung vào học hành và thi cử Chiều nay tôi tan học ghé qua đón Khải về Vừa tới cổng thằng bé thấy tôi Mặt vui hẳn ra Khải ơi Khải chạy đến nắm tay tôi, leo lên xe đạp. Khải ôm chầm lấy tôi. Có lẽ lâu rồi tôi chưa chở Khải đi học về. Tới nhà tôi tắm rửa nấu cơm và chơi với Khải. Hôm nay em đi học được gì ở trường này? Khải mở cặp cầm tập vẽ lúc sáng đưa cho tôi và nói. Em học này nè Tôi vút đầu em và nói. Khải của chị vẽ đẹp quá ta. Trên tập vẽ tôi thấy em vẽ một gia đình hoàn hảo. Vẽ có bố có mẹ. Chắc thằng bé nhớ bố mẹ lắm. Tối nay tôi hát cho em nghe để em dễ ngủ mẹ tôi khẽ khẽ hát giai điệu thường ngày em chìm trong giấc ngủ thời gian này bận bịu công việc tôi không có nhiều thời gian dành cho em đắp chăn cho em rồi tôi qua phòng soạn bài học tôi ngồi vào bàn tì điện thoại tôi réo có tin nhắn tối mai nhớ đến nhà hân tin nhắn của anh khang mẹ tôi bất giác mỉm cười vui vẻ nhắn lại ngay em sẽ đến ạ hẹn gặp em ngày mai nhé ngủ ngon vâng anh ngủ ngon anh khang thật sự ấm áp lời nhắn cũng ngọt ngào làm tôi có chút rung động nhớ lại những hành động của khôi làm tôi ngủ lòng tôi đang tập dần quên hết mọi chuyện đi xem như chưa từng quen người tên khôi xem đó như một cuộc giao dịch nhận tiền coi như kết thúc mình tôi đọc bài tay chép bài xoắn hết câu hỏi này đến câu hỏi khác tôi không biết mình đã ngủ quên lúc nào tiếng kêu cửa sáng sớm vọng vào nhà làm tôi trực thức giấc hân tao gọi điện thoại hoài sao không nghe máy mày Hôm qua học bài khuya quá nên là tao ngủ quên mày ơi Dậy chờ Khải đi học rồi qua nhà tao đi Lựa đồ rồi tối hai đứa đi sinh nhật Mày hào hứng quá ha Hào hứng chứ lâu lâu mới có dịp vào mấy nơi nhộn nhịp sang trọng mà Ừ đợi tao tí Mày về trước nhà trước đi rồi tao qua Ok nhanh nha Linh quay lưng chạy về nhà Cô đứa bạn thân học cùng trường và gần nhà Hay bị nó réo hoài vậy đấy Tôi nhanh nhẹn chạy vào phòng Khải kêu em dậy Rửa mặt và nấu đồ ăn sáng rồi chờ em đi học Thao tác tôi nhanh nhẹn Sự hào hứng của Linh làm tôi nôn nao theo Mong đợi vào buổi tiệc tối nay Hôm nay tâm trạng tôi vui hẳn ra Miệng luôn mỉm cười Tôi đạp xe thoăn thoát chở khải dọc trên con đường hoa phượng vàng Những cánh hoa cùng với mùi thơm thoang thoảng trong gió Làm tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhàng Như cuộc sống đã dần hòa vào nhịp Mà thứ không còn tất bật nữa Có lẽ từ khi có số tiền đó Tôi đỡ phải áp lực về tiền bạc hơn Tới trường tôi dẫn em vào lớp gửi cô giáo rồi ghé vào nộp học phí cho em Trường em mỗi tháng học phí rất cao, số tiền dành dụng đều để cho em đi học. Tuy hơi cao nhưng tôi luôn cố gắng để em được học môi trường tốt, để em dần khỏe mạnh và phát triển như các bạn bè cùng trang lứa. Về tới xóm hẻm, tôi ghé thẳng nhà Linh luôn. Nhà không có ai, tôi với Linh thỏa sức đùa giỡn. Linh dẫn tôi vào phòng lựa quần áo cho tối nay. Phòng cách ăn mặc của Linh toàn đầm váy váy thôi, trái ngược với tôi. Linh nhìn tôi và nói Chọn đầm đỏ đi Hân, Thôi mày đâu phải nhân vật chính đâu mà chọn đầm đỏ Vậy màu gì Tao nghĩ màu trầm trầm thôi Tao hỏi mày vậy thôi chứ có gì mặc nấy đi Đồ tao cũng bình thường thôi mà Ừ sao cũng được mày Dĩ nhiên là được Nhìn đầm đây xem được không mày Cái này xinh Có lẽ hợp với mày đấy Linh Chiếc đầm dài chít eo và có độ phồng ở mông Làm tôn được nét nữ tính của Linh Nên mặc sẽ rất đẹp Linh lôi hết những chiếc đầm trong tủ ra Để cho tôi lựa Cái này đi hơn Màu đen nhưng mà tôn được dáng này Phù hợp với dáng mảnh mai của mày Đi vào thử xem nào Ôi đẹp đấy Đẹp thật không đấy Tao thấy hơi ôm người Vậy mới đẹp Nghe tao đi Ok tin mày đấy Chưa ở lại nhà tao chơi tới chiều Rồi tối đi luôn Ừ Mày chưa tao về nhà cũng ở một mình Tối nay tao ghé nhà mày ngủ nha Sợ về muộn ảnh hưởng đến mẹ tao á Sáng mẹ tao phải dậy sớm Nấu đồ bán Vậy xíu tao nói mẹ mày giúp cho Ừ vậy nha Hai đứa chọn tông make up và kiểu tóc Linh biết làm điệu nên về thời trang và làm đẹp Dành điệu hơn tôi nhiều Đôi lúc tôi còn mộng mơ Nghĩ về nàng công chúa đến dự tiệc của chàng hoàng tử Tổ chức ở không gian lộng lẫy xa hoa Rồi họ bắt đầu một tình yêu đẹp Ôi, lãng mạn biết bao Tôi chưa từng trải qua mối tình nào cả Chỉ có những xe nắng đầu đời Thời cấp 3 thôi Vừa nghĩ linh tinh vừa phụ linh nấu cơm trưa Nhớ những lúc chưa bộn bể về cuộc sống Tôi về linh hành đi đây đi đó để du lịch còn bây giờ mọi thứ cuồng quay không có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là đi du lịch thư giãn tôi nhắc chuyện linh nhớ lại lúc đại học năm nhất tao với mày đi du lịch đà lạt không nhớ chứ lúc đó tao với mày cũng lự quần áo đồ đạc chuẩn bị như này này ừ lúc đó vui ghê nhỉ thôi để tụi mình ra trường rồi cùng nhau đi sapa được không tao chưa biết nữa xa vời quá à tính trước để có dự định hứa hẹn rồi mình đi ừ mày nhiều lúc nhìn Linh vô tư, lạc quan Tôi ước được như vậy Thích gì có thể mua cho bản thân Còn tôi muốn gì phải suy nghĩ trước sau Buổi trưa xóm trọ tôi khả yên nắng Bởi ở đây toàn dân lao động Họ đi sớm về khuya Cuộc sống ai cũng tất bật Ánh nắng chói trang dọi cả căn phòng của Linh Tôi với tới kéo tấm rèm lại Xong hai đứa ngủ cả buổi chiều Tỉnh dậy đã xế chiều Nhìn vào đồng hồ đã 4 giờ rồi Buổi tiệc bắt đầu lúc 6 giờ Tôi đập Linh dậy Dậy đi mày Ngủ tí nữa đi mày Biết mấy giờ rồi không Thôi đang ngủ ngon mà mày Dậy còn make up đến buổi tiệc nữa kẻo muộn đấy Ừ Tao đi tắm trước nhé Tôi vội vào tắm nhanh rồi gội đầu Muốn gội rửa đi những mệt mỏi tiêu cực những ngày qua Bắt đầu đến bữa tiệc như bắt đầu một sự việc mới Gặp gỡ những người bạn mới Làm ơn cho tôi quên đi mọi thứ đi Quyền cả con người và ký ức đã trải qua đêm đó Tôi và Linh bắt taxi đến bữa tiệc Bước vào cổng tôi thấy nơi này quá sang trọng và xa hoa Cứ ngỡ mình đi nhầm Tôi với Linh ngơ ngác nhìn xung quanh Loay hoay thì thấy anh Khang đang đứng đón khách phía trước Ngại ngùng tôi bước đến gặp anh ấy vừa nhìn thấy tôi Anh đã tốt lên Hôm nay em xinh quá Linh phía sau cất giọng lên Có mình hơn đẹp thôi hả à anh Cả hai em đều đẹp nhé Hai đứa vào trong đi Vâng Không gian bữa tiệc làm người ta choáng ngợp Chiếc bánh kem to nhiều tầng nằm ở trên bàn bạn bè của anh Khang đều là người nhà giàu Ai cũng sang trọng Tôi không nghĩ ra thì anh Khang lại giàu như vậy Vừa đẹp trai lại giàu có Chắc hàng tá cô theo đuổi Tôi và Linh không quen ở bữa tiệc cả Nên hai đứa tự đi dạo và lấy đồ ăn nhẹ Linh rất thích nơi này Kéo tôi tới chỗ quầy đồ ăn tự chọn rồi nói khẽ Mày ơi Bánh ngọt nhìn ngon quá hả Ta nói rồi mà Ở đây giới nhà giàu hay tổ chức tiệc Không gian lộng lẫy, đẹp lắm ừ, không nghĩ là mình được mời đến đấy Ừ, đúng là khác biệt, khác hẳn với mình luôn. Anh Khang chắc là thiếu gia con nhà giàu rồi, ngày thường anh giản dị, cần gũi nên không nhận ra luôn đấy. Kiểu này á, mày phải tấn công mạnh để tán anh ấy đi. Thôi mày đừng cố gắng ghép tao với anh ấy nữa, tao nghĩ mình không xứng đâu. Với điều kiện của Khang, ngoài kia hàng tá cô theo đấy chứ. Nãy thấy anh Khang khen mày xinh đó, là biết người ta cũng có ý với mày rồi. Thôi thôi kỳ quá, kẻo ai nghe thấy người ta cười cho, lấy đồ ăn lại bàn ngồi đi mày xong rồi lại bàn ngồi đi tôi và linh vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn với nhau mãi nhìn sang tôi nói chuyện với linh vô tình đụng phải một người phụ nữ chưa kịp nói gì cô ta đã hung hăng nói không biết nhìn đường à linh vội nói lời xin lỗi tôi chưa kịp nói đỡ cho linh ngước lên nhìn người phụ nữ này tôi đã nhận ra chị ta chị ta nhìn sang tôi và chuyển hướng nói ai đây lại gặp nhau nữa hả tôi không biết là có mắc nợ gì với chị em cô không sao đụng tới nhau hoài vậy em chào chị chào hỏi gì ở đây loại như cô mà cũng được mời tới bữa tiệc này à? ai cho cô tới đây tôi là bạn anh Khang Khang mà cũng có đứa bạn như cô à thứ bẩn hèn như cô mà em tôi cũng bạn được à hai từ em tôi từ miệng chị ta phát ra làm tôi đứng hình lẽ nào anh Khang là em của chị ta hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau từ đầu đến giờ tôi chưa hề đụng tới chị ta mà vừa thấy tôi đã chua ngoa đáng ghét rồi tôi đáp lệ tránh gây to chuyện bởi tôi quá hiểu tính của chị ta rồi Em học cùng trường với anh Khang Tôi không cần biết Nhìn thấy cô là tôi khó chịu rồi May mà số tiền cô đã trả cho tôi rồi đấy Số tiền đó có lẽ cô kiếm được từ việc hầu hạ một gã nào đó Cô đừng hòng đến đây mà dòm ngó những người ở đây Thứ như cô ấy tôi biết thừa Chị ăn nói cho thận trọng Tôi với chị đã giải quyết xong không còn liên quan gì cả Chị đừng lấy thái độ đó mà chế nhạo Tôi không để yên đâu Này có vẻ nói chuyện mạnh miệng dữ nhỉ Bạn cô và em trai cô đều đi mà không dùng mắt để nhìn à sau đi nhớ nhìn đường nhé Bạn tôi sơ ý đụng vào Thì bạn ấy đã xin lỗi chị rồi Chị đừng lấy chuyện nhỏ mà xé ra to Cô ngon đấy Cô ta nhếch miệng cười khẩy rồi bỏ đi Tôi bật lại chị ta Những cơn rổ nén từ lúc trước như bộc phát Mọi sự sỉ nhục và nhường nhịn với chị ta đã quá giới hạn Tôi không thể để chị ta trả đạp mình như vậy Mà tôi đỏ bừng nắm chặt tay Để mạnh mẽ dán giỏi trước những lời nói của chị ta Bởi bây giờ tôi không còn gì để sợ chị ta cả trong đầu tôi suy nghĩ đúng vậy tôi ngủ một đêm với gã nào đó chính là chồng chị người mà chị cho là nghèo khổ rẻ mặt này được chồng chị để ý đến đó tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người tâm trạng không vui nổi khi đứng cùng bữa tiệc với chị ta linh lại gần tôi và nói tao không nghĩ trái đất tròn như vậy luôn đấy hôm trước dính vụ với mụ ta tao đã ngán lắm rồi giờ lại gặp lại xui thôi mày kệ đi ừ, làm mất hết vui thôi về bàn ngồi đi vô tiệc rồi không gian bữa tiệc bao trùm bởi màu trắng sang trọng, ai đến đây đều sáng sủa và lịch lãm. Vừa ăn xong miếng bánh mì tôi thấy anh Khang lên phát biểu. Anh ấy năm nay 23 tuổi, độ tuổi của sự nhiệt huyết và thanh xuân. Anh ấy chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ một năm qua. Nhạc bật lên bài hát chúc mừng sinh nhật, mọi người hò reo, bài hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến. Buổi tiệc cũng không đông người, thấy chủ yếu toàn gia đình và bạn bè thân thiết dưới ánh đèn lung linh nhìn anh khang tỏa sáng sống mũi thẳng tắp cùng nụ cười rạng rỡ trong lòng tôi thốt lên rằng anh đẹp trai quá tôi bị say mê bởi vẻ đẹp thuận khiết của anh ấy mọi người cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật anh khang đi từng bàn để giao lưu với bạn bè đến bàn tôi anh lại gần và nói nhỏ anh rất vui vì em đến em đã nói là sẽ đến mà em ăn nhiều vào nhé vâng ạ đôi mắt dõi theo bước đi của anh Thấy anh sang bàn bên kia của người phụ nữ đáng ghét đó cười nói Họ có vẻ thân thiết không như cách chị ta nói chuyện với tôi Tôi không muốn dính líu gì đến những người này mà càng né tránh lại càng gặp Đầu tôi chợt nghĩ Lẽ nào anh Khôi cũng đến đây Tôi lén nhìn xung quanh để tìm Không hiểu sao lại muốn thấy anh ta Nhìn mọi hướng đều không thấy Có lẽ anh ta không đến Cố áp mình suy nghĩ quên đi mọi thứ mà sao lòng tôi lại nhớ như vậy Tiếng chuông điện thoại reo lên Lấy điện thoại trong túi ra Tôi thấy số là anh Khôi Tôi chần chừ không biết có nên bắt máy không Đã gần một tuần anh ta không liên lạc rồi Tôi nhấn tắt máy Linh gặp vai tôi nói Ai gọi mà không nghe máy vậy À số lạ thôi Đứng ngay ra thận thở vậy Nghĩ về anh Khang hả Mày đùa hoài Anh Khang đẹp trai quá mày Ừ Ta mới thấy chị Khoa trên mình đứng gần anh Khang lúc nãy Chắc hai người họ đang hẹn hò quá Có vẻ thân mật Kệ người ta đi Mình ăn xong rồi về thôi Mới có 8 giờ thôi Hãy kết thúc tiệc tao với mày đi hát karaoke không tao lười lắm đi đi mà còn sớm lâu rồi hai đứa chưa đi đâu cả năn nỉ mà vậy thôi đi khoảng một tiếng thôi đó ok mày anh ta gọi có chuyện gì đừng nói lại muốn gặp tôi để giao dịch về chuyện một đêm nữa nhá tôi nhất quyết không nghe máy đâu tiếng điện thoại reo tiếp tôi lại tắt máy coi như làm lơ mọi chuyện tôi với anh ta đã kết thúc từ cái đêm đó rồi không còn dinh líu gì để liên lạc cả Nghĩ vì số tiền anh ta đã đưa cho tôi Lỡ anh ta có chuyện gì gấp thì sao Tôi ra ngoài cửa để gọi điện thoại lại Tiếng chuông một hồi lâu mới bắt máy Có lẽ anh ta giận Một giọng nói lạnh lùng vừa quen vừa lạ Vọng qua tai tôi Sao cô không nghe máy Tôi có việc riêng, có chuyện gì à Gặp nhau ngay được không Hôm nay tôi bận, khi khác đi chứ Tôi đang không tiện nói chuyện Cô này không nhấc máy mà nói bận với tôi à Chúng ta đã xong chuyện từ đêm đó rồi anh đừng gọi tôi về vấn đề này nữa Tôi muốn gặp cô Còn tôi thì không muốn Tôi tắt máy đây Nghe giọng của anh ta làm tôi xém ngủi lòng Cố dặn mình phải cứng rắn Không thể để bản thân thành đồ anh ta cần thì đến Không cần thì đi Tìm bất chợt cảm thấy nhói Những việc về anh ta như ùa về Lẽ nào tôi đã phát sinh tình cảm từ việc xảy ra đêm đó sao Dù biết trước được anh ta gặp tôi chỉ để thỏa mãn tình dục nhưng đối với tôi, việc xảy ra đêm đó là những gì quý giá nhất đời con gái tôi đã trao cho anh ta. Tôi không muốn gặp hay liên lạc nữa, không muốn lún sâu vào mối quan hệ này, một mối quan hệ tình một đêm chỉ dựa trên tình dục và tiền bạc để giao dịch. Quay lại bữa tiệc, tôi bước vào kêu Linh ra về. Linh vẫn còn mải mê với đồ ăn thức uống ở đây. Từ lúc vào đến giờ tôi chỉ ăn được vài miếng trái cây thôi. Cứ gặp hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc Tới chỗ của Linh tôi bảo Đi về đi Linh Còn sớm mà Máy tiệc đang vui Anh Khang đang khuấy động không khí bằng cái trò chơi kìa Tham gia chơi không Thôi về đi mày Về sớm chứ kẻo lại đụng chị anh Khang nữa đấy Ừ thôi về Vậy đi hát karaoke không Mình đi dạo về ăn nhẹ cái gì đi Khi khác rồi đi hát sau Chán mày ghê Đang muốn hát lắm luôn đó Thôi mà Lần sau ta bù cho Ừ đi về nè Mình lại chỗ anh Khang nói chúc mừng rồi về Mày có cần nói riêng lời ngọt ngào gì không Để tao ra trước đợi Điên à Nói lời ngọt ngào cho chị ấy xé nát tao ra sao Đến gần anh Khang Mùi giờ bay thăng thoảng khắp người Anh có hơi say Chắc nãy giờ giao lưu với bạn bè hơi nhiều Tôi lại nói nhẹ với anh Chúc mừng sinh nhật anh Anh cảm ơn nhé Linh nhìn tôi và Khang nói Hai người đang nhìn nhau đưa tình hả Tôi còn đứng đây mà Tôi ngại ngùng đáp lại cái Linh nó hay đùa vậy thôi anh Anh thấy vui mà Ngày mai hai em có tiết học không Dạ mà em không có tiết ạ Vậy hôm sau anh hẹn mình gặp cà phê nhé Vâng Thôi em về Linh về trước nhé Về sớm vậy tiệc chưa tàn mà Dạ cũng muộn rồi nên em về trước ạ Để anh đưa hai em về Thôi ạ bọn em đi taxi được rồi ừ, Vậy hai em về cẩn thận nha Về đến nhắn tin cho anh biết nhé Vâng bye anh Ra cửa bắt taxi tôi với linh ra trung tâm đi dạo dòng người ở đây tấp nập đông đúc đèn phố sáng rực những tòa nhà cao tầng chi chít nhau ánh đèn của những tòa nhà giống như những ngọn nến mỗi lần có buồn phiền chỉ còn đi dạo vài vòng ăn những món ăn vặt là thấy tâm trạng đỡ hơn phần nào tôi với linh tấp vào quán về hè ăn các món ăn và uống nước nói những chuyện từng trải qua trời dần tối muộn dòng người bắt đầu thưa thớt tôi với linh về nhà tới nhà linh ngủ lại nhà tôi Phòng tôi nhỏ nên nhường cho Linh ngủ Còn tôi thì qua phòng ngủ với Khải Sáng sớm lúc tôi dậy Vẫn thấy Linh còn ngủ Nên không nỡ đánh thức Tôi nấu đồ ăn sáng và đưa em đi học Ngày mốt là thi học kỳ rồi Tranh thủ ôn tập các câu hỏi Chờ Khải đi học xong tôi chạy về nhà liền Kêu Linh dậy cả hai cùng ăn sáng Vừa ăn tôi nói Linh hôm nay có lại nhà tao ôn tập luôn không Có mày Còn mấy câu hỏi khó mày giải giúp tao với Ừ vậy ăn lại đi rồi học bài Mốt thi rồi Linh cầm tập đọc các câu hỏi khó cho tôi soạn Năm bà toàn những môn chuyên ngành nên hơi khó Đứa nào cũng chăm chỉ học để không bị rớt môn Phải 30 phút sau tôi với Linh mới tập trung được Buổi tối về khuya nên sáng đầu óc hơi mệt mỏi Cầm vợ học mà như muốn ngủ vậy đó Linh cầm tập và chỉ vào câu hỏi nói với tôi Câu này khó quá hơn Đâu đưa tao xem Tao buồn ngủ quá hay là cất đi chiều học Thôi nha hứa hẹn học rồi không kịp Vậy giờ giao học hết đống này Học trọng tâm thôi Rồi có ý nào đó gặp thì trả lời Chứ học vẹt không thuộc đâu Mày vừa làm vừa học mà giỏi ghê đấy hơn. Tao chưa học xong đây này Ngày hôm qua tao ở nhà mày hết ngày luôn Khi nào học xong rồi thì mới về Quyết tâm để dành học bổng à Tôi về Linh học suốt cả ngày Học mà mất lờ đầu luôn Lâu quá tôi không đến quán ba Không biết thời gian này anh Khôi có đến không Anh ta gọi tôi không bắt máy Anh ta có đến tìm tôi không nữa những câu hỏi vơ vơ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi Cố thi xong rồi tôi đi làm lại Linh nằm dài trên giường than thở Mong thi lẹ để ra trường Chứ đến đợt thi tao mệt quá Ừ tao cũng ngán lắm chứ Thi xong nghỉ hè mày làm gì Chắc về quê bà con chơi mấy hôm Mày còn có nơi để về Còn tao chắc đi làm suốt mấy tháng hè Khi nào mày nghỉ ở quán ba luôn Tao thấy ở đó phức tạp quá Kiếm công việc khác làm đi hơn. Sinh viên mình ngoài những cái công việc làm thêm ngoài giờ thì biết làm gì đâu mày mấy việc ngoài giờ thì nhiều mà công việc lương cao thì kiếm khó đấy ừ mà làm về khuya nguy hiểm lắm để kiếm tiền lo cho em tao ổn rồi tao sẽ nghỉ chứ làm khuya hoài sức khỏe tao cũng không chịu nổi đâu chiều hai đứa mình đi ăn lẩu không đi sáng giờ học cũng nhiều để chiều chờ khải đi học về rồi mình đi luôn đám xe ăn quán lẩu trên phố cho ngon lâu mới có thời gian rảnh buổi tối như thế này đạp xe đi trên con đường dần lên đèn lúc này mọi người bắt đầu lên phố để vui chơi khải ngồi sau lưng tôi ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt vô hồn tôi tự hứa với lòng khi nào kiếm được tiền nhiều hơn một chút sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra bệnh của thằng bé hơi đặc biệt nên để hòa nhập với mọi người rất khó hai ngày trôi qua hôm nay tôi thi học kỳ buổi chiều đầu giờ chiều bắt đầu thi hai môn tôi với linh thi phẳng sát bên nhau thi kéo dài hai tiếng đồng hồ thì xong ra khỏi phòng tôi gặp Linh ở trước cửa phòng. Cả hai cùng đi về phía từ cổng xa xa đập vào mắt tôi là một chiếc xe đan sang trọng đậu chắn ngay cổng. Tự nghĩ ai mà đậu xe ngang nhiên quá vậy. Tôi cũng không để ý, càng đến gần chiếc xe tôi thấy bóng dáng một người đàn ông trung niên mặc đồ vét dáng cao giáo, quay lưng về phía trước. Dáng vẻ thu hút nghĩ chắc bạn trai của ai đến đón họ. Các sinh viên tầng tầng lớp lớp ùa ra cổng, khuất tầm nhìn nên không thể rõ nữa khi đi đến sát Thấy anh ta quay lưng lại Chờ trước mắt tôi là gương mặt thân quen Lật đật tôi kéo Linh quay về phía cổng phụ để đi về Giáo về anh ta truy tìm tôi Nhìn bên trái rồi bên phải May mà tôi bị khẩu trang nên anh ta không nhận ra Tôi tỉ áo Linh và nói Linh, mình quay lại lớp đi, ta bỏ quên tài liệu rồi Thi xong môn này rồi tài liệu chi nữa Kệ đi mày, sắp giá hết cống rồi Không, là tài liệu môn ngày mai Tao tức mày ghê đấy, biết nắng lắm không? Đi mà, rồi ghé cổng sau về luôn. Mày điên à? Xe để cổng trước mà đi cổng sau về. À tao quên, thôi quay lại lớp, tao tìm rồi tính sau. Lại kéo người ta lấy mất. Nhìn gương mặt nhăn nhéo lại với tôi. Trời còn chưa khuất nắng với lại đi từ lớp ra đến cổng hơi xa. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không muốn để anh ta nhìn thấy. Không ngờ lại tìm đến trường tôi luôn. Sao anh ta không buông tha cho tôi chứ? Đi đến lớp, Tôi giả vờ vào tìm khoảng 20 phút cho Linh chờ ở trước. Cô kéo dài thời gian để anh ta không thấy mà đi về. Lòng vòng trong lớp khoảng 5 đến 6 vòng tôi mới chịu ra. Linh từ cửa xông vào. Sao lâu vậy mày? Nhanh đi ta đói bụng quá rồi. Miệng tôi lắp bắp. Ừ có rồi có rồi mình về thôi. Tôi cảm thấy mình giống như con nợ vậy. Số tiền 50 triệu cũng đã đủ cho tôi trang trải một thời gian dài rồi. Sai lầm một lần đặt đã, đã quá đủ tôi không muốn đánh mất sự tự trọng của bản thân mình anh ta được nghĩ có tiền thì muốn gì cũng được bước chân tôi chậm chậm để kéo dài thời gian linh quay lại quát tôi đi gì mà lâu vậy mày nhanh cái chân lên tao đi bình thường mà bình thường bước đi của ta đang gấp đôi mày đấy mày không mệt à về nhà lẹ đi rồi còn nghỉ ngơi nữa đang đi nè tôi nhắm mắt nhìn xa xa phía cổng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn thấy chiếc xe đó nữa Mừng thầm trong lòng anh ta đã về Tôi với Linh đảo dây nhanh về nhà Vừa về tới nhà tôi thấy Khải đang ngồi chơi một mình Tôi lại hỏi em Em ăn gì chưa? Dạ chưa Ừ để chị nấu cơm cho em ăn nhé Tôi nghĩ và vội lấy điện thoại nhắn tin cho chị Kim Để hỏi xem anh ta có đang tìm tôi ở quán bar không Mấy nay em nghỉ làm có khách nào hỏi em không chị? Xuống bếp tôi bắt nổi cơm mà trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về anh ta Lẽ nào tôi hấp dẫn vậy sao? Do chị vợ anh ta không đáp ứng đủ Có thể đi gái bên ngoài mà Sao cứ đeo bám tôi hoài Hay anh ta hối hận vì số tiền 50 triệu Nên đang cố lấy lại Tôi càng nghĩ lại càng thấy sai Không đúng vào đâu Đến điện thoại réo tin nhắn tôi chạy tới xem Chị Kim nhắn lại Có đâu em là khách hôm trước nói chuyện với em Tìm em hai hôm rồi Mà chị có bảo là em đang nghỉ để thi học kỳ Đọc xong tin nhắn mà tôi nghĩ Sao chị Kim lại nhiệt tình quá vậy Có thể nói tôi nghỉ luôn cho xong Hèn gì anh ta biết mà tìm đến trường Trốn cũng không xong Tôi nhắn lại chị Kim Dạ vậy hôm sau khách này có hỏi thì chị báo giúp em là nghỉ làm luôn nhé Hẹn chị 3 ngày nữa gặp Rồi em kể cho chị nghe Tôi chả biết tính thế nào nữa Cất điện thoại tôi xuống nấu canh Và kho sườn cho Khải ăn Tắm rửa ăn cơm xong tôi cho Khải đi ngủ sớm Còn thi hai ngày nữa xong Nhìn đống sách vở trên bàn Mà tôi thấy ngổn ngang Tôi cố tập trung học xong để thi cho tốt khoa tôi năm nào cũng có học bổng của các nhà tài trợ cho sinh viên nghèo vượt khó. Nhớ năm 2 tôi đã được nhận một lần rồi, gói học bổng là phần tài trợ toàn bộ học phí một năm, mong năm nay tôi sẽ nhận được để đỡ phần nào gánh nặng. Cũng đã kết thúc thi học kỳ 2, hôm nay tôi đi làm lại quán ba, mới không đi làm một tuần mà thấy lười hẳn ra. Tôi vào thay đồng phục ra rồi bưng rượu cho khách, hôm nay thấy khách vắng hơn, tôi lại chỗ chị Kim để tám chuyện những ngày qua không đi làm để xem có chuyện gì mới không. Chị Kim ơi Đi làm lại rồi à Nay em thi xong rồi nên sẽ làm chăm chỉ hơn mọi khi Hè này em làm xuyên suốt luôn Bữa giờ em nghỉ có gì mới không chị Có mấy khách hỏi em lận Chắc do em phục vụ nhiệt tình Mà đặc biệt có người đàn ông hôm trước Nói chuyện với em hỏi cặn kẽ về em lắm Vậy chị nói sao Chị chỉ trả lời những câu cần thiết thôi Chứ không trả lời sâu Hai ngày đến liên tục để hỏi em Mà sao hôm nay chưa thể đến nhỉ Thôi em mong là đừng đến Có chuyện gì à thì chuyện lần trước em kể với chị đó Em với vợ anh ta có chút chuyện Mà đã giải quyết xong rồi Nhưng sao anh ta cứ tìm em Ừ Mà chị khuyên em đừng nên dính líu với mấy người đã có vợ rồi Chị là mấy năm trong môi trường này Chị biết, chị hiểu thế nào Em nên cẩn thận với mấy lời dụ ngọt Vâng em biết rồi ạ Thôi ra làm tiếp đi em Mấy nay khách cũng hơi đông Anh Minh quản lý nhắc em hoài đó Vâng, may anh Minh dễ chịu cho em nghỉ thời gian dài như vậy Ừ, anh Khôi có lẽ đang cố tìm tôi rồi, lần tránh cũng không phải cách chi bằng đối mặt để giải quyết, tôi nghĩ chỉ cần tôi cương quyết từ chối mọi chuyện sẽ ổn. Không khí quán bar như mọi khi, không gian nhộn nhịp, mọi người nhún nhảy theo nhạc, tôi bưng hết rượu một lượt cho khách rồi quay lại sát quầy đứng chờ khách gọi. Môi trường ở đây tuy ồn ào, phức tạp nhưng được cái mọi người làm chung ai cũng vui vẻ hòa đồng cả, họ biết cách sống biết trường mực, làm ở đây hình thành cho tôi cách để nhìn người biết nhiều điều mà ở bên ngoài mình không thể biết được. Đã khuya rồi mà tôi vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện, có lẽ là không đến. Mỗi lần nhớ đến anh ta là làm tôi gợi nhớ đến mụ vợ đáng ghét kia. Không biết cuộc sống vợ chồng anh ta thế nào mà phải đi tìm gái bên ngoài. Đêm đó đối với tôi có quá nhiều cảm xúc, còn với anh ta liệu có cảm xúc gì với tôi không hay chỉ để thỏa mãn. Mọi buổi làm của tôi đều diễn ra như vậy, có hôm khách đông làm rất mệt, phải bưng rượu liên tục, khách say xỉn quấy rối đủ thứ, ít khách sẽ khỏe hơn, đôi khi được khách cho tiền tiếp nữa, dần tôi cũng quen với công việc, cách ứng xử đối với những người khách làm loạn, đôi khi đó cũng là những kỹ năng trên đường đời của tôi. Tôi thấy cái vẫy tay từ anh Minh quản lý kêu, tôi lại thì anh bảo, tan làm ở lại anh có chút chuyện cần nói với em. Vâng ạ, không biết có chuyện gì mà mới đi làm bữa đầu đã bị kêu, hay tính đuổi việc mình do nghỉ nhiều, hay có khách mắng vốn. Anh Minh tuy dễ chịu nhưng cũng rất nghiêm khắc, Tàn làm tôi ở lại anh Minh với tôi ngồi trên bàn nói chuyện Dạ có việc gì ạ Em có làm gì không tốt hả anh không có anh chỉ tiện hỏi thăm em thôi lâu quá anh em không ngồi nói chuyện với nhau Dạ làm em hết hồn cuộc sống em dạo này thế nào vẫn ổn anh mọi việc suôn sẻ hơn ạ nói nhỏ về em chuyện này anh khôi có gọi điện thoại cho anh để hỏi về em anh không biết là em với anh ta có chuyện gì mà anh biết anh ta là khách chỗ quen với xếp quán này Em nên cư xử khéo đừng làm vật lòng Vâng ạ Chỉ là chuyện nhỏ thôi anh Anh không muốn xen vào chuyện riêng của em Nhưng khách này em chú ý giúp anh Đừng để làm ảnh hưởng đến quán nhé Vâng Thôi em về đi Về cẩn thận nhé Tôi quay lưng ra về Mọi chuyện sao càng ngày càng đi xa quá Tôi khó chịu trong người chỉ muốn lấy điện thoại ra Và gọi ngay cho anh để hỏi muốn chờ trò gì nữa Thật sự cuộc sống của tôi hiện giờ đang bị làm phiền bởi anh ta Tôi chưa kịp gọi thì Khôi đã gọi rồi sau mấy lần né tránh hôm nay tôi mới lấy can đảm nghe máy Cô trốn tôi sao Anh ta chặn hỏng tôi bằng một câu hỏi Ừ tôi trốn anh đấy Tôi muốn trả lời như thế nhưng không dám Những người có tiền tôi chọc không nổi Tôi nhẹ nhàng đáp lại Đâu có, tại thời gian này tôi bận thi cử mà, học hành hơi căng thẳng. Không nói nhiều, bây giờ gặp nhau đi. Anh có biết mấy giờ rồi không? Tôi không cần biết, cô tan làm rồi đúng không? Vâng, sao anh biết? Đứng trước cổng chờ tôi đi, Tôi chưa kịp nói xong câu, anh ta đã cúp máy, chưa biết là tôi có đồng ý hay không, đúng là anh ta có quyền có tiền nên việc biết được mọi thông tin của tôi quá dễ dàng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, thôi kệ đi, hôm nay gặp nói chuyện giải quyết cho xong cũng tốt. Tôi thay đồ rồi ra cổng đứng chờ anh ta ở trước, tôi nép vào chỗ khuất để tránh người ta thấy lại dị nghị, tôi sợ bị mang tiếng. Đêm khuya gió lạnh cống, tôi đứng chờ anh ta một hồi lâu, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Chiếc xe đen phía xa chạy sát lại gần đến quán Tôi nhìn đã nhận ra xe của anh ta Tôi để đến phía lề đường để cho anh ta dễ nhìn thấy Bật kính xe xuống anh khối cất giọng Lên xe đi Tôi mở cửa và leo lên xe Ngồi trong xe không khí trở nên vô cùng ngại ngùng Anh ta nhìn sang tôi và nói Thắt dây an toàn vào Vâng sao này thấy cô ốm vậy, ăn uống thất thường à Không biết anh ta hỏi quan tâm hay là câu hỏi xã giao để bắt chuyện nữa Miệng tôi đáp lại Tôi bình thường mà Anh tính đưa tôi đi đâu vậy Đến nơi yên tĩnh nói chuyện Yên tĩnh là ở đâu Cô im lặng và ngồi im đi đến nơi rồi biết Trong đầu tôi bất chợt nghĩ Lẽ nào khách sạn đêm khuya thế này biết đi đâu ngoài nơi đó Tôi bắt đầu dè chừng Anh ta nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi vậy sao Cả hai im lặng một lúc Tôi quay sang lén nhìn anh ta Từ trên xuống dưới đều rát toàn đồ hiệu Đồng hồ và bộ đồ vét đều tót ra mùi tiền Nhìn một hồi lồng ngực tôi bắt đầu hồi hộp đôi môi mấp máy định lên tiếng hỏi cho ra lẽ vì sao mấy ngày nay mấy ngày qua lại tìm tôi nhiều như thế nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách im lặng và chờ xem anh ta đưa mình đi đâu chợt anh ta lên tiếng cô nhìn tôi đủ chưa tôi tôi có nhìn đâu anh ảo tưởng à nhìn đủ rồi thì xuống xe mình tới nơi rồi kết tiếng thắng xe dừng ngay trước khách sạn hôm trước tôi với anh ta gặp nhau đúng như tôi suy nghĩ tôi lo lắng miệng hỏi ngay anh đưa tôi đến đây làm gì thì vào nói chuyện Không ai mà vào khách sạn nói chuyện cả Anh đừng hòng lừa tôi Tôi sẽ không làm gì cô nếu chưa có sự đồng ý của cô Nên cô yên tâm mà xuống xe đi Tôi vẫn đang nghỉ hỏi tiếp Anh cưỡng ép thì làm sao mà tôi biết được Cô đừng rằng co được không Đêm khuya đâu biết đưa cô đi nơi nào Vào đây kín đáo từ hứa sẽ không làm gì Chỉ nói chuyện thôi Nghe những lời anh nói có vẻ có chút trọng lượng Tôi ra khỏi xe và đi theo anh ta lên phòng Cũng là căn phòng này nhìn vào chiếc giường những việc đêm đó như hiện ra trước mắt tôi anh ta chốt cửa phòng lại tiếng chốt cửa làm tôi giật mình anh nói anh không làm gì tại sao lại khóa cửa tôi khóa cho an toàn thôi cô nhạy cảm quá đấy ngồi đi căn phòng này có vẻ quen thuộc với anh ta anh lấy chai rượu và rót cho tôi một ly bưng lại đưa trước mặt tôi và nói cô uống tí rượu cho dễ nói chuyện tôi cầm lấy ly rượu và nói anh có chuyện gì thì mau nói lẹ tôi còn phải về nhà nữa Cô còn nhớ căn phòng này chứ? Tất nhiên là nhớ rồi, làm sao mà tôi có thể quên? Tôi có lời đề nghị với cô. Cô hãy sinh con cho tôi đi. Anh bị điên à? Về nhà mà bảo vợ anh sinh? Lúc này tôi đã tức giận khi nghe lời đề nghị vô lý này, anh ta vẫn bình tĩnh nói tiếp. Nếu cô đồng ý tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của cô, tôi sẽ lo tiền chữa bệnh cho em cô, cho chị em cô có một cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc và đồng thời cô sẽ nhận được khoản tiền 200 triệu anh đừng dùng điểm yếu của tôi mà lấy tiền bạc ra để đề nghị đối với tôi một lần là đã, đã quá đủ rồi anh làm ơn trả lại cho tôi cuộc sống bình yên tôi vẫn chỉ là sinh viên thôi tương lai còn dài phía trước cô suy nghĩ kỹ đi tôi sẽ không để cô thiệt thòi mọi vấn đề của cuộc sống của cô sẽ được giải quyết không tôi không cần cái tôi cần là tương lai của tôi thôi nếu vậy tôi cho cô xem cái này tay anh ta bấm nút mở tivi màn hình hiện lên không gian của căn phòng này và đồng thời là cảnh Cảnh trước mắt làm tôi sửng sốt Người như chết lặng Tôi như rơi vào khủng hoảng Chân tôi run lẩy bẩy Tôi cảm thấy choáng váng, nỗi nhục nhã chơi chẹt đẻ lên Tôi đứng dậy lao thẳng tới cho anh ta một cái tát mạnh Và gào vào mặt anh ta Sao anh khốn nạn vậy Nhìn anh lịch lắm mà tại sao lại làm trò này Anh đã có kế hoạch từ trước đúng không Lúc này tôi đã òa khóc Những giọt nước mắt rơi xuống gò má Miệng khóc to như những tủi nhục nhìn qua màn hình Anh không tức giận mà chỉ nói Tôi biết đối với tính cách của cô thì những lời đề nghị về tiền bạc không thể làm cô lung lay. Nhưng anh không còn cách nào khác hả? Sao cứ đối xử với tôi như vậy? Tôi nghĩ anh là người tử tế cơ. Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong mà tại sao? Giọng tôi đã không còn nói rõ nữa. Từng tiếng phát ra ngập ngừng. Tiếng khóc đã lấn át lời nói. Một cánh tay rắn giỏi choàng ôm lấy tôi. Tôi đẩy mạnh anh ta ra. Đừng đụng vào bàn tay dơ bẩn của tôi. Nếu cô cương bướng không chấp nhận lời đề nghị của tôi Thì đoạn clip này sẽ hiện lên ở trường và nơi cô làm Cô biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy Những lời nói rõ ràng của anh ta làm tôi sợ hãi, lo lắng Tôi lắng giọng xuống với giọng điệu cầu xin Xin đừng làm vậy với tôi Hãy xóa clip này đi Tôi có thể cho anh một đêm ngay bây giờ nếu anh muốn Chỉ cần anh xóa đoạn clip đi thôi Ngoài kia có thể còn rất nhiều người thích hợp hơn tôi Anh ta nằm lấy tay tôi và đáp Tôi cũng không muốn làm vậy với cô Nhưng tôi cần một đứa con và cô là đối tượng tốt nhất Để làm mẹ đứa bé Tôi thích tính cách của cô Chỉ cần cô đồng ý mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp tốt cho cô Tôi không muốn Tôi không yêu anh thì làm sao mà có thể sinh con cho anh được Thái độ anh ta bỗng khác hẳn Không còn dịu dàng nữa Anh ta tức giận đáp lại Tùy ở cô tôi đã nói là làm Nếu ba ngày nữa cô không trả lời thì đừng trách Đêm nay cô ngủ lại ở đây đi Sáng hãy bắt taxi về Tôi về trước anh ta quay lưng ra khỏi phòng Để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này Nhìn trên màn hình những hình ảnh hiện rõ từng chi tiết Tôi cảm thấy ghê tởm Anh ta đã có tính toán từ trước Tôi thật ngu ngốc khi tin lời đàn ông Hận không thể xé nát anh ta ra Vợ chồng anh ta chẳng khác gì nhau Lẽ các người giàu Thì có thể làm gì cũng được Tôi ngồi bật khóc tuổi thân ấm ức Trong lòng cứ tuôn ra Cuộn tròn cơ thể vào trong chăn Cảm thấy bản thân thật xấu hổ Lỡ mọi người thấy clip này tôi sẽ ra sao Những việc này không biết chia sẻ cùng với ai Lúc như này tôi cần có người thân bên cạnh Nước mắt bất giác cứ chảy trong không ngừng Tôi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay Sáng mở mắt dậy thấy trên bàn là một phần ăn sáng để kèm lời nhắn Cô ăn đi rồi về Đối với tôi giờ này những hành động của anh ta chỉ làm tôi thêm kinh tởm Tôi không thèm ăn Rửa mặt rồi tôi ra khỏi phòng bắt taxi về Tôi tắm rửa và nghỉ ngơi đôi mắt sưng húp, gương mặt phở phạc. Bây giờ phải làm thế nào cho ổn đây? Lời đề nghị đó vượt xa cả suy nghĩ của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc lấy chồng và sinh con, huống chi là sinh con thuê, hay trước mắt cứ thỏa hiệp để anh ta xóa đoạn clip rồi tính tiếp. Mà anh ta đâu phải dễ lửa, tôi có nên kể chuyện ngày cho Linh nghe không để cả hai cùng nghĩ cách. Làm sao đây? Làm sao đây? Mọi người vây quanh cửa nhạo, họ chỉ trỏ vào mặt tôi là người con gái cho chẽn, kẻ giật chồng người khác. Tôi không phải như vậy đâu Tôi là người bị hại làm ơn tin tôi đi Nghe tôi giải thích đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đó Giật mình tỉnh giấc Thì ra chỉ là mơ Thật khủng khiếp Nỗi ám ảnh đó tôi sợ sẽ xảy ra Trong đầu là một mơ hỗn độn Đã có kết quả thi học kỳ Tôi lên trang trường để tra cứu điểm thi Bất ngờ với số điểm của mình Tôi xếp loại khá trên 7,5 điểm Và được xếp vào danh sách nhận học bổng của trường Tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, cảm xúc vỡ hòa mọi sự cố gắng đều được đền đáp. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Linh. Có điểm thi học kỳ rồi kia Linh. Vừa gửi xong tôi nhận được tin nhắn trả lời ngay. Tao mới xem xong này, tao rớt khỏi danh sách học bổng rồi. Thôi đừng buồn, điểm tốt không? 7,0 đó mày. Vậy cũng được mà. Sáng mai đi cà phê không Linh? Anh Khang mời hả? Không, tao rủ mày thôi. Ừ đi, mà rủ cả anh Khang ra nói chuyện cho vui mày. Để khi khác tao với mày đi riêng thôi Ok, mai mấy giờ á? 8 giờ sáng, quán gần trường chỗ cũ nha Ok, vậy mai gặp Sáng 8 giờ tôi đã ra quán cà phê gần trường để chờ Linh Hôm nay tôi sẽ kể cho Linh hết mọi chuyện Tôi chỉ biết tin tưởng mình nó thôi Bản thân không có người thân Nên tôi xem Linh như chị em trong nhà Quán cà phê không khí mát mẻ Không gian thoảng đáng mà sao lòng tôi không thể thả lỏng ra được Tôi chờ Linh khoảng hơn 20 phút linh đang gọi nước uống phía trước rồi tiến lại gần phía bàn ngồi tôi đã cất giọng phàn nàn linh tính ra lúc nào tao rủ cà phê mày cũng đi muộn nha sáng tao ngủ quên nên lật đật nè hè rảnh nên tao toàn ngủ ngủ như heo ấy tao thấy mày có trong danh sách học bổng của nhà tài trợ đó năm trước là bên công ty thực phẩm dinh dưỡng tài trợ không biết năm nay công ty nào tài trợ nữa có tài trợ là mừng rồi quan tâm chi đâu mày tao chưa thấy ghi tên công ty ngày mai nhận hay mốt gì đó mày Là ngày mốt Vui nha, vậy là có kha bạn bè gì không Mày muốn ăn gì, tao mời Để tao nghĩ nha Ừ thôi, chuyện này tính sau đi Tao có chuyện muốn tâm sự đây này Chuyện gì vậy, nhìn mặt mày có vẻ nghiêm trọng nha Ừ, mày là người tao tin tưởng nhất Nên tao kể chuyện này Mày giữ bí mật giúp tao nha Kể cả mẹ mày cũng đừng kể Nghe sợ vậy mày, là chuyện gì Mặt Linh chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện Tôi kể hết chuyện xảy ra cuộc giao dịch với Khôi để trả nợ và nhận lấy số tiền 50 triệu trang trải cuộc sống. Khi nghe xong Linh đã hoảng hốt nhìn thẳng vào tôi và nói Tao không thể tưởng tượng nổi là có giao dịch đó. Chuyện lớn như vậy sao mày không kể tao? Hèn gì lúc trước mày bảo đã thảo hiệp xong. Lúc đó tao hết cách rồi nên đành làm liều. Mày liều thật đấy đánh đổi cả bản thân mình. Tao hiểu mày vì sao mày chọn như thế nếu là tao khi bị dồn tới đường cùng Chắc tao cũng chọn cách như mày để giải quyết cho xong việc Nước mắt tôi tuôn ra lấp đầy khóe mắt Nằm lấy tay Linh nói Tao sợ lắm Linh Ổn rồi mà sợ gì nữa Tao hơi giận mày vì chuyện lớn như vậy lại giấu tao Tại tao sợ gì Mày lại coi thường tao Mày ngốc quá Bạn thân với nhau anh lại nghĩ như vậy Hai má tôi bắt đầu đỏ ửng lên Cùng với hai hàng nước mắt lăn dài xuống má Linh an ủi tôi Nín đi mày, Mọi chuyện qua rồi mà Chưa Chưa qua đâu mày Tao bị khôi quay lén clip để uy hiếp Trời cái tên khốn nạn này Mày đưa số điện thoại đây Tao sẽ gọi điện và chửi anh ta một trận Đừng không phải là cách đâu Linh nhìn tôi và khóc theo Hai mắt đỏ hoe bất lực vì không giải quyết được Linh nhẹ nhàng hỏi Rồi anh ta muốn gì ở mày Anh ta muốn tao sinh con Nếu không sẽ tung clip này ở trường Và nơi tao làm thêm Phải làm sao đây mày chuyện này bất ngờ quá tao cũng không biết phải làm thế nào hay mình nhờ người lớn về nói với mẹ tao đi được không đừng đừng mẹ sẽ giúp mình tìm cách sẽ được thôi mà có lẽ anh ta biết mày không có người thân nên ức hiếp không tao xin mày đừng có kể cho mẹ mày tao nhục nhã lắm ừ ừ thôi bình tĩnh đi mày lau nước mắt đi để tao nghĩ mày đưa hình anh ta tao xem thử xem nào là người như thế nào tao không có hình của anh ta Người ta còn có cả clip để uy hiếp mày Còn mày thì có cái hình cũng không có Giờ tao dối lắm mày đừng trách cứ tao nữa Ừ tao xin lỗi Tại tao cũng dối bởi quá Hay mình gọi điện cho vợ anh ta để báo về việc này Đừng điên vậy Tuy mày không biết anh ta ra sao Nhưng có lẽ mày biết tính cách mụ vợ mà Đúng rồi không ổn cho lắm Anh ta nói với mày việc này khi nào Tối hôm qua Chắc tối qua tới giờ mày mệt mỏi lắm Tối tao sang nhà ngủ với mày qua giờ tao bị sốc tinh thần, cơ thể mệt mỏi, anh ta nói trong vòng 3 ngày phải có câu trả lời. Mày có hiểu rõ được mối quan hệ vợ chồng anh ta thế nào không? Sao lại nhờ mày sinh con cho anh ta? Thật sự tao với anh ta chỉ xảy ra tình một đêm thôi, giao dịch xong tao cầm tiền về và nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, chỉ là không ngờ anh ta bị ổi đặt máy quay lén. Tao nghĩ chắc tụi mình hết cách rồi, người ta giàu có là làm chứ không đùa đâu. Việc học năm tư của mày thì sao? Nếu chấp nhận với anh ta thì mày có đi học không Còn Khải ai sẽ chăm sóc Anh ta nói sẽ lo mọi việc Và chữa bệnh cho em tao Chỉ cần tao đồng ý mọi việc sẽ không cần lo nghĩ Sao mày khổ quá vậy Hân Tao không biết nữa Chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi mà khó quá Thôi tạm gác lại việc này đi Tao với mày cần thời gian nghĩ cách Chứ giờ đứa nào cũng hoảng không có cách nào để giải quyết cả ừ. Gương mặt buồn bã của tôi bao trùm cả bầu không khí Linh và tôi uống nước Cả hai trầm tư để nghĩ cách Tôi biết Linh lo cho tôi Nhưng mà tôi thấy thực sự không còn cách nào cả Sự tuyệt vọng bất cần đè lên tôi Chỉ muốn buông xuôi mà kể cho số phận đưa đẩy Nhận học bổng là niềm vui quá lớn đối với tôi Nhưng dường như điều này không còn quan trọng nữa Liệu khi tôi đồng ý sinh con Tôi còn có thể được đi học không? Học xong đại học và ra trường làm công việc giảng dạy Là niềm ao ước của tôi Là sự kỳ vọng của bố mẹ nhưng giờ bản thân tôi đã thấy đi sai hướng Bị đánh bại bởi tiền bạc Và để đánh bất mình Nhớ những lời bố mẹ dạy Dù có việc gì cũng không được cục ngã Phải kiên cường lên Bố mẹ ơi liệu con có thể cứu vãn được mọi thứ không Nếu có thể hãy mang con theo Để con khỏi bị khổ sở như thế này Đã hai ngày liên tiếp tôi không ngủ được Đêm nào cũng chẳng chọc suy nghĩ Hôm nay tôi lên nhận học bổng của trường Gương mặt hốc hác đến đáng thương Không có chút sức sống nào và hội trưởng tôi được phân công tặng hoa cho đại diện công ty trao học bổng Tôi ngồi phục lên ghế chờ hô đến tên để lên nhận Người tôi như vô hồn Không ngước mắt lên để theo dõi Chỉ ngồi bất động lắng nghe Thầy đọc giới thiệu tên người đại diện công ty trao học bổng Mời anh Khôi đại diện công ty thời trang quy Lên trao học bổng cho các sinh viên học giỏi vượt khó khoa sư phạm Kính mời anh Đập vào tay tôi là tên Khôi Tôi nghĩ mình nghe nhầm Có khi cái tên mấy ngày nay xuất hiện trong đầu Nên làm tôi mường tượng tò mò tôi ngước mặt lên xem để xác nhận chính là gương mặt ấy đang đứng trên hội trường hai mắt tôi tròn xoay ngơ ngác sao lại là anh ta vừa ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ mọi chuyện chẳng lẽ anh ta cố ý anh ta thản nhiên nhìn về tôi thầy đọc từng tên lên nhận học bổng tới lượt tên tôi không thể né tránh được nữa bước chân đi dần về phía trung tâm hội trường để nhận phần học bổng anh ta đưa mắt nhìn chằm vào tôi như cô nói với tôi rằng đối với anh ta việc gì cũng có thể làm được về phân công thì vẫn phải làm tôi đứng cạnh anh ta để tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm. Gương mặt tôi gượng cười, sát gần anh ta làm tôi sợ hãi có chút lúng túng. Những lời đe dọa đêm đó hiện rõ trong đầu từng câu từng chữ. Xong việc tôi mặc kệ anh ta, chân lùi đi xuống dưới. Lén cầm túi sách đi ra khỏi hội trường để tránh đụng mặt. Cố đi thật nhanh tránh tầm nhìn của anh ta. Mọi người trong hội trường lúc này cũng đang hào hứng vui mừng, còn sao tâm trạng tôi lại tệ như này. Đã đi rất nhanh rồi, nhưng tới cổng tôi đã thấy chiếc xe của anh ta đậu chắn trước cổng tôi biết là mình không thể né được nữa tới gần chiếc xe tôi gõ cửa kính anh ta kéo cửa xuống tôi bình thản nói tôi biết anh cố tình bày ra mọi việc nhưng làm ơn hãy cho tôi thêm chút thời gian tôi không chờ được ngày mai cô phải trả lời ngay anh cũng vừa thôi ngừng ép thúc tôi đi được không tôi muốn sớm có con tôi nghĩ anh ta như một tên điên cuồng Tôi tức giận giọng lúc này như tên hỏa bắn vào mặt anh ta. Anh điên à? Nếu vậy tùy anh. Cô đang quát vào mặt tôi đó hả? Nên nhớ trong tay tôi còn có đoạn clip. Anh đừng đưa clip để uy hiếp tôi, tôi thách anh đó. Được, nếu vậy thì tôi sẽ cho cô thấy việc từ chối sẽ như thế nào. Tùy anh. Cảm xúc như không thể kiềm chế được, tôi ngủ lên chiếc xe đạp và chạy nhanh về phía trước để giả cơn giận. Đi được một lúc thì tâm trạng dần hạ xuống nhưng cảm thấy hình như mình đã chọc giận anh ta rồi. Có khi nào cái clip đó trong phút chốc đã hiện đầy trên trang trường không? Tôi lật đật đạp xe nhanh về nhà, mở cửa chạy vào ngồi máy tính ngay. Tôi xem kỹ từng trang của trường rồi thở phào nhẹ nhàng. Chắc anh ta không đến nỗi tung clip liền. Cầm điện thoại tôi gọi cho Linh, tiếng chuông kêu hồi dài vẫn không thể bắt máy. Tôi nhấn gọi lại lần nữa thì nghe tiếng Linh. Tao nghe đây, tao lỡ thách thức anh ta muốn tung clip hay làm sao thì tùy mặt anh ta rất tức giận khi nghe tao nói vậy giờ phải làm sao đây linh mày điên à mày không biết sợ hả thử nghĩ đi nếu mọi người trong trường đều thấy clip thì sao lúc đó không biết giấu mặt ở đâu giờ tao sợ rồi mà tao tức lắm hở chút là anh ta lấy clip ra để uy hiếp tao những người như anh ta mày đừng dùng cách thách thức để cư xử hãy nhẹ nhàng với anh ta thử xem sao mày muốn tao nhẹ nhàng thế nào hôm nay công ty trao học bổng là công ty của anh ta đó cố tình đến để ép tao mày thấy chưa đối với anh ta không những có tiền bạc mà có cả quyền lực nữa chỉ cần muốn chắc chắn sẽ tìm được cách tao nghĩ mày không nên cương quyết với anh ta đầu tao dối quá linh à lúc đó tao chỉ muốn xả giận thôi gọi điện cho anh ta thỏa hiệp đi tao nghĩ hết cách rồi trước mắt cứ vậy đi rồi mình kiếm cách sau Chưa dây dừa cũng không phải là cách ừ mày nói cũng có lý tao đồng ý đâu có nghĩ là sẽ có con liền ừ, gọi điện liền đi Chứ kẹo anh ta nổi giận làm lớn mọi chuyện lên thì phiền lắm ok cảm ơn mày ừ có gì báo lại tao tình hình sau nhé ok tao cúp mày đây những lời nói của linh làm tôi thông suốt đầu đã bớt căng thẳng tôi bấm số điện thoại anh khôi và gọi điện thoại đang tắt máy tôi không thể liên lạc được tôi thấy mình ngu ngốc quá rồi cái tính nóng này lúc giận không thể kiềm chế được có lẽ lần này cái tinh đó hại tôi thật rồi Không biết phải làm sao tôi nhắn tin cho anh ta Lúc nãy tôi hơi quá lời Tôi đã suy nghĩ kỹ lại rồi Lời đề nghị của anh đêm đó Tôi đồng ý Mong anh giữ lời hứa Nhắm xong mắt tôi không rời chiếc điện thoại Chờ anh ta trả lời Tôi nằm phập xuống giường Không muốn ăn uống gì cả Chỉ mong anh ta nhắn lại Để tôi yên tâm Nằm một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào không hay Lúc thức giấc vẫn không thấy tin trả lời Có khi anh ta hết xài số này rồi không Màn đêm buông xuống là lúc công việc tôi bắt đầu Suy nghĩ lảng vàng trong đầu tôi Sao anh ta không trả lời Chờ cả một buổi chiều Đến quán bar cũng không thấy anh ta Lòng tôi cảm thấy bất an Tôi mạnh dạn hỏi số điện thoại từ anh Minh Anh cho em số điện thoại của anh Khôi với ạ Em cần liên lạc với anh ấy Để giải quyết việc hôm trước ạ Từ lúc anh nói chuyện với em Em chưa gọi hả Dạ chưa ạ số đây em nhé dạ em cảm ơn anh tôi bấm lưu số điện thoại nhìn số tôi thấy là một số khác so với số ở máy tôi chắc có lẽ đã đổi số không biết anh ta còn giận không nữa tôi vào phòng thay đổi lấy điện thoại gọi cho anh ta nói rõ để tránh việc đi càng xa anh ta đã bắt máy tôi mừng thầm trong lòng giọng như con mèo nhỏ xoa dịu cơn tức của anh ta lúc sáng anh à tôi là hân đây sao cô lại biết số tôi tôi lúc sáng có hơi quá lời anh đừng làm bừa mà tung clip ảnh hưởng đến tôi cô sợ rồi à không chỉ là tôi muốn nói với anh cho tôi thêm một thời gian để sắp xếp mọi thứ đã tôi đã nói chỉ cần cô đồng ý thì không cần nghĩ ngợi gì cả nhưng không nói nhiều cô sắp xếp đồ đạc đi chiều mai tôi sang đón cô đồ đạc chuyển nhà đi tôi sẽ đưa cô đến nơi sống tốt hơn tôi không muốn chuyển đi tôi bận rồi cúp máy đây tôi đã tôi chưa nói xong Tiếng tắt máy không chần chừ của anh ta làm tôi không biết làm sao. Dọn đồ, có lẽ tôi phải rời ra ngôi nhà của bố mẹ. Còn Khải thì sao? Liệu thằng bé có chịu ra khỏi nơi sống thân quen này mà đến nơi mới? Vẫn là cái tính gấp gáp của anh ta. Tôi chưa sắp xếp được gì mà đã ồ ạt quyết mọi thứ rồi. Quay lại làm việc, tiếng điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tường khôi gọi lại, tôi móc điện thoại trong túi ra, là Khang gọi đến. Em nghe ạ? À? Em đang làm gì vậy? Em đang đi làm thêm ạ. À? Em làm chỗ nào? Anh ấy qua chơi được không? Dạ em làm ở quán ba. Anh không biết em làm thêm có cực không em? Dạ cũng bình thường ạ, à. anh gọi em có chuyện gì vậy ạ? À? Sáng mai đi uống cà phê với anh nhé. Vâng, để em gọi rủ Linh. Ừ, vậy sáng 8 giờ gặp em quán cà phê gần trường mình nhé. Em làm tiếp đi, không phiền em nữa. Vâng ạ. À. Lâu rồi tôi chưa gặp lại anh Khang, chắc khoa anh ấy cũng thi xong rồi. Không biết Khang có hiểu rõ về anh rể của mình không? tôi đã nói chuyện được vài lần Mà tôi vẫn chưa biết gì về Khôi Lần này gặp Khang tôi sẽ cố hỏi ít thông tin Tôi cũng về đã khuê Tính gọi rủ Linh sáng cà phê Mà nghĩ Linh đang ngủ nên Thôi sáng sẽ gọi sớm Màn đêm tĩnh lặng Tôi nhìn lại căn phòng của mình Nhìn về mọi vật xung quanh ở đây Làm tôi nhớ bố mẹ Nghĩ nếu chuyển đi thì cuộc sống liệu có tốt hơn không Ngôi nhà này tuy cũ kỹ Nhưng là nơi cho tôi tựa mỗi lúc mệt Tôi lại thắp cho bố mẹ nén nhang ngồi kể hết những chuyện đã xảy ra. Nước mắt tôi tự nhiên cứ chảy rơi dòng. Con xin lỗi bố mẹ, con đã hứa là sống tốt, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nhưng mà mọi chuyện khó hơn con nghĩ bố mẹ ạ. Ngoài kia nhiều người tàn ác, họ chỉ muốn lợi dụng ép buộc con thôi. Hiện giờ con không còn cách nào khác nên phải thỏa hiệp với anh ta. Không phải là con ham giàu sang, phú quý gì cả. Con chỉ mong có cuộc sống bình yên, con sẽ rất khải theo và chăm sóc em. Bố mẹ hãy yên tâm, Ngày mai con phải sắp xếp đồ đạc để rời đi một thời gian Con sẽ ghé về nhà thăm bố mẹ Tôi đã bật khóc trong đêm tối Tiếng khóc thút thít cùng những cánh nặng đè lên vai Tôi như nói hết nỗi lòng với bố mẹ Nếu có điều ước tôi mong gia đình sẽ trọn vẹn Để tôi có được cuộc sống hạnh phúc hơn Bố mẹ mất gần 3 năm rồi 3 năm tôi phải chống đỡ mọi thứ Làm điểm tựa cho em trai Tôi như có sức mạnh phi thường Tự khóc tự lau nước mắt trong 3 năm luôn tất bật mọi thứ không biết là khi đến nơi mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn hay là càng bế tắc. Sáng sớm tôi gọi Linh rủ đi cà phê với anh Khang mà mãi không thấy nghe máy nên tôi đành ra quán trước chứ kẹo anh Khang đợi. Vừa tới quán tôi đã thấy anh Khang ăn mặc bảnh trai ngồi chờ. Lúc này tim tôi như loạn nhịp, cảm giác như đôi bạn trẻ hẹn hò. Sáng nay tôi mặc một chiếc đầm trẻ trung, tôi muốn trong mắt anh ấy tôi như cô gái trong sáng ngây thơ. Hai anh, anh đến lâu chưa ạ? À? Anh mới đến thôi Em đến mình à? Dạ tại em gọi hoài mà Linh không nghe máy Nên em ghé qua đây trước rồi gọi Linh qua sau Chắc sáng bạn bận phụ mẹ bán ạ à? Ừ vậy cũng được Em uống gì? Để anh lại quầy gọi Dạ cho em ly nước cam Ok, để anh tí Anh Khang đi hướng về phía quầy Tính cách ga lăng của anh ấy đúng kiểu gu của tôi Nhưng quay về thực tại Tôi đang có thỏa hiệp với Khôi Làm sao tôi có thể thích anh Khang được Chợt nhớ tôi gọi điện cho Linh Mà vẫn không thể nhấc máy Có lẽ bận rồi Giọng trầm ấm phía sau gần tới tôi Đang gọi cho Linh à Vâng mà vẫn chưa thể bắt máy Vậy thôi mình đi cà phê nói chuyện trước Tí bạn gọi lại sau Vâng Tôi không dám nhìn đối diện vào anh ấy Gương mặt tôi hiện rõ sự ngại ngùng Lúc trước có gặp anh rồi Mà có Linh thì thảo vào câu cho không khí rộn ràng Còn giờ chỉ có tôi với anh Tôi không biết nói gì cả Anh chủ động bắt chuyện Hôm trước trên trang trường anh thấy có ảnh em nhận học bổng Dạ tại khoa em mấy môn cũng không khó lắm ạ à. Chỉ cần siêng năng một chút là được Em khiêm tốn quá Khoa anh kỳ này không có sinh viên nào được nhận Dạ chỉ biết cố gắng thôi anh Nói hẹn em cà phê Mà mãi tới hôm nay mới đi được Anh đang phụ việc bên công ty chị anh nên hơi bận Dạ lúc sinh nhật anh Em có thấy chị anh rồi Nhìn chị ấy xinh đẹp và sang trọng Chị ấy mở công ty à? Chị anh cũng bình thường thôi Công ty chủ yếu do một tay anh dì anh quản lý Anh ấy rất giỏi Anh đang theo học hỏi từ anh ấy nhiều thứ Dạ vợ chồng chị ấy có mấy bé rồi ạ à? Tôi cố hỏi những câu liên quan nhất Về anh Khôi có thể Anh Khang cũng thản nhiên trả lời Các câu hỏi của tôi mà không ngần ngại Chưa có con em à Tại chị anh bảo là chưa muốn có con Anh chị nghe vậy chắc họ đang kế hoạch Dạ anh chị còn trẻ mà Chắc họ chưa sẵn sàng làm bố mẹ Chắc vậy Em kể chuyện về gia đình em đi Anh muốn hiểu hơn về em Dạ em còn một đứa em trai nữa Em ấy tên Khải Vậy à hôm nay sao không dẫn thằng bé theo chơi Dạ em trai em bận đi học rồi anh Để hôm sau anh ghé nhà mua quà cho thằng bé nhé Dạ thôi ạ à, Khi khác em dẫn em trai gặp anh Ừ anh muốn hỏi câu này Em trả lời thật nhé Câu nào mà anh có vẻ nghiêm túc vậy Em Em có người yêu chưa Anh làm em ngại quá Trả lời anh đi mà, anh muốn biết Em chưa? Vậy được rồi Là sao ạ? À? Không có gì Tôi hiểu ý câu hỏi của anh Đáng lẽ tôi phải trả lời là có bạn trai rồi chứ Tại sao lòng tôi lại muốn cho tôi chút hy vọng với anh ấy vậy? Tôi biết trong ánh mắt của anh chất chứa đầy cảm tình với tôi Câu trả lời chưa có bạn trai có phải quá ích kỷ không? Sắp tới tôi phải dọn qua ở chung với Khôi rồi Mà sao tôi lại chơi chén trả lời là chưa có bạn trai chưa biết tình cảm sẽ phát triển thế nào mà lại gieo hy vọng cho anh Khang, tự uống ly nước cam và ngồi trầm tư. Sao vậy? Anh hỏi em câu đó, em ngại hả? Thế em im lặng nãy giờ. Dạ không ạ, à, tại em đang không biết nói gì thôi. Hôm nào tụi mình đi picnic không? Giải dạ stress cho kỳ thi vừa qua. Em không biết có rảnh không nữa, tại em đi làm thêm suốt. Cuối tuần được không em? Đi chơi cho khuây khỏa, hè này đi biển là thích nhất. Dạ vậy để em sắp xếp nhé ừ thôi chưa rồi mình về đi em vâng tôi với anh khang chia tay ở cổng quán để lại lòng tôi chút lưu luyến đạp xe về nhà vừa đi tôi vừa nghĩ ngợi vợ chồng anh khôi không có ý định sinh con hèn gì lại kiếm tôi thay thế sinh con sao anh ta lại xem tôi như một công cụ để sinh con vậy tôi càng ngày càng thấy ghét anh ta cứ nghĩ tới là làm tôi khó chịu hôm nay anh ta bảo tôi xếp đồ đạc mà từ sáng tới giờ có thấy gọi đâu đang đi thì điện thoại bỗng reo lên Tôi thấp vào lề đường để nghe điện thoại. Alo Linh, thấy mày gọi tao bốn cuộc gọi nhỡ, có chuyện gì à? Đêm qua anh Khang rủ sáng nay đi uống cà phê mà tối muộn quá tao không nhắn mày. Sáng nay gọi để rủ đi mà không thể bắt máy. Tiếc thật, tao muốn gặp anh Khang mà. Anh cũng hỏi sao mày không đến. Vậy hả? Ừm, mà sắp có dịp để mày gặp nữa rồi đấy. Dịp gì vậy? Thôi, để tao đạp xe về tới nhà rồi, mày ghé qua nhà tao đi. Ok, tao qua liền. Vừa về đến nhà đã thấy Linh đứng trước cửa rồi. Linh chạy lại nắm lấy cổ xe tôi và hí hửng hỏi chuyện. Chuyện sao Hân? Làm gì mà mày hứa hửng vậy? Sáng ta ra phụ mẹ bán bỏ quên điện thoại ở nhà nên không nghe máy. Tiếc quá ta muốn gặp anh Khang. Bình tĩnh đi. Nãy nghe mày nói mà. Từ ta mở cửa vào nhà rồi nói tiếp. Tôi mở cửa và dắt xe vào nhà. Nãy vội về mà quên ghé siêu thị mua đồ ăn tôi kêu linh vào nhà và cả hai tiếp tục câu chuyện anh khang có rủ cuối tuần này đi picnic thế có rủ tao không có chứ tưởng chỉ rủ mỗi mình mày toàn bạn bè không mà mà linh à ngày mai tao sẽ chuyển chỗ ở mặt linh đang hớn hở bỗng đột nhiên sửng sốt đôi mắt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đi đâu có chuyện gì vậy mày tao đã nói chuyện với khôi rồi anh ta kêu tao dọn chỗ ở đi Gấp quá vậy chỉ mới hôm qua thôi mà Còn Khải thì sao Tao chưa nói cho thằng bé biết Sợ nó không thích nghi được Mày suy nghĩ kỹ chưa Đừng đi mà tao quen mày ở đây rồi Linh nằm lấy tay tôi lung lay Mặt buồn hiu Tôi cũng không nỡ xa Linh Không nỡ xa láng giềng Tôi biết mình có thể quay lại đây nữa không Cảnh vật lúc này trở nên buồn hiu Giống như tâm trạng của tôi vậy Tôi nhớ Linh thỉnh thoảng ghé qua nhà Mở cửa tháp nhang cho bố mẹ tôi Tính tôi lao xa cứ sẽ, sẽ lâu lắm mới về nhà Chưa biết sắp xếp mọi thứ từ đâu Tôi chưa bao giờ đi xa nhà cả Nên lần này đi không biết chuẩn bị những gì Nói chuyện một lúc thì Linh về nhà Tôi vào phòng mở tủ quần áo Ra soạn vài đồ Bỏ vào vali và ghé phòng Khải lấy ít đồ cho em Cùng đồ chơi em thích Chưa biết phải giải thích thế nào với Khải Đột nhiên tôi nghe tiếng còi xe trước cửa Chạy ra xem bất ngờ thấy Khôi Tôi ngơ ngác không hiểu sao anh ta lại biết nhà Chưa gọi báo trước gì hết Tôi còn chưa soạn đồ xong nữa Gương mặt anh tỏ vẻ Mày câu lại Cảm giác chán ghét không muốn bước ra khỏi cửa Mà tôi không biểu cảm đi về hướng anh ta và nói Anh tính cho tôi ngạt thở Mới chịu dừng lại đúng không Làm gì anh cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị Không cần chuẩn bị gì cả Cô lên xe nhanh đi Tính bá đạo của anh ta ngang ngược Làm tôi phát ghét Tôi đáp Tôi tức giận điên tiết lên, miệng muốn hét lớn nhưng sợ mọi người nghe được lại chạy tới làm phiền, nên mím môi, thở hắt ra hỏi. Ai cho anh cái quyền xen vào việc của tôi? Anh... Tôi không quan tâm. Cô lên xe đi, tôi còn có việc. Tôi không đi. Anh ta níu tay tôi lên xe, tôi vậy mạnh, hát ra. Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi chưa dọn đồ xong. Nếu vậy tôi cho cô 20 phút và xếp đồ đi. Không. Hôm qua cô đã nói đồng ý với tôi rồi mà. Bây giờ dở chứng à? Tôi có lật lời đâu, chỉ là tôi không muốn đi bây giờ. Vậy cô còn muốn gì nữa? Em trai tôi, thằng bé đâu? Nó chưa đi học về. Vậy lên xe đi, tôi với cô đi đón thằng bé rồi qua chỗ mới luôn. Anh chờ đi, tôi vào soạn ít đồ. Ừ, nhanh lên. Tôi quay lưng vào nhà đóng mạnh cửa lại, tức giận vì anh ta không xem lời nói của tôi ra gì. Thay đồ và lấy ít đồ, tôi bước chân tới trước bàn thờ bố mẹ để nói với họ rằng tôi phải đi xa một thời gian. Khoảng 20 phút sau, tôi khóa cửa nhà và đi ra chỗ anh ta. Khôi kéo vali bỏ vào trong cốp xe, cả hai đều im lặng. Lên xe ngồi cảm giác như sau này tôi sẽ bị mắc kẹt trong không gian ngột ngạt này. Người tôi thẫn thờ nhìn qua kính cửa xe để nhìn lại căn nhà. Chiếc xe chạy còn tôi cứ mãi dõi theo căn nhà cho đến khi đi khuất bắn. Không muốn rời xa nơi này chút nào, tâm trạng đang buồn tranh vanh thì giọng bên cạnh cất lên. Trường em cô ở đâu? Để tôi chỉ đường, anh cứ đi thẳng đi Tôi không nói lời nào Đến khi ngã rẽ mới lên tiếng Đối với tôi người trước mặt là người xa lạ Không chút cảm thông cho số phận của tôi Thắng xe đi Tới trường em tôi rồi Kết Tôi xuống xe và bảo anh ta chở trong xe Để tôi vào đón em Tôi bước vào lớp xin cô giáo cho em về sớm Sẵn hỏi xem tình hình thằng bé dạo này ở trường như thế nào Khai dạo này ở trường thế nào cô Bé ngoan lắm em Dần dần tiếp thu được nhiều thứ hơn và chứng sợ người lạ cũng giảm bớt. Cô thấy tình trạng cháu tiến triển tốt hơn rồi đấy. Nghe cô nói mà tôi mừng thầm, vui vì mọi cố gắng để em học nơi này thật xứng đáng. Em cảm ơn cô ạ. Thôi hôm nay cô cho em dắt Khải về sớm nhé. Ừ em, em chào cô ra về ạ. Chào cô đi Khải. Khải khoanh tay lại và chào cô ra về. Ngoan lắm, hai em về nhé. Cô quay lại dạy tiếp đây. Vâng ạ, tôi nắm tay em tới chỗ vắng để nói chuyện với em, tránh để em bị sốc khi đến nơi mới. Tôi lặng lẽ quan sát em và nói nhẹ nhàng để em hiểu. "Khải à, chỉ có việc đi làm xa nên mình phải dọn đến nơi khác." Khải im lặng và lắc đầu, tôi diễn giải lại cho em, tay tôi chỉ vào tay em và nói lại. "Chị và em mình cùng đi đến nơi mới không về nhà, chị có dẫn theo bạn gấu của em đi cùng." Khải gật đầu ôm lấy tôi. Thật ra tôi có thể im lặng và dẫn Khải theo bất cứ nơi nào tôi đến, nhưng tôi muốn Khải nhận thức dần mọi thứ để cho em có phản xạ. Dạ. Dắt em ra tới cổng, rồi mở cửa xe cho Khải leo lên Vừa thấy mặt khôi thái độ khải khắc hẳn Em sợ hãi Tính sợ người lạ như tái phát tay chân của em run rẩy ôm chặt lấy tôi Đừng sợ Khải Anh này là bạn chị Mình làm quen với anh nhé Khải vẫn không chịu nhìn qua khôi mà vẫn siết chặt lấy tôi Cố gắng nói Khải hiểu một hồi Em mới dần bình tĩnh lại Khôi bên cạnh đã hiểu ra vấn đề của em tôi Anh ta không nói lời nào Chị lặng lẽ lái xe Anh ta rẽ vào khu chung cư cao cấp tôi cũng không biết có bao nhiêu tầng nữa Hòa mắt vì hai chị em tôi chưa từng đến những nơi sang trọng như thế này Khôi đậu xe dưới hầm rồi sách hành lý chỉ đến thang máy Xuống xe đi, tới rồi Tôi lặng lẽ nằm tay khải đi theo anh ta Vào thang máy anh bấm tầng 6 Trước mắt tôi là phòng 604 Mở cửa phòng tôi thấy ngỡ ngàng vì căn phòng quá rộng rãi Nội thất sang trọng gồm 3 phòng ngủ rộng Đầy đủ tiện nghi Lúc này anh ta mới cất tiếng Chỗ ở mới của cô cô chỉ cần chăm sóc cho em trai và sống thoải mái ở đây mọi việc đã có người giúp việc cô không cần làm gì cả còn khải thì sao trường cách quá xa nơi này sao tôi có thể đưa em đi học cô yên tâm tôi đang làm thủ tục chuyển trường cho em cô rồi nhưng em tôi hơi đặc biệt tôi đã biết mọi việc về cô bao gồm cả em cô tôi sẽ chuyển trường đến học ở trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt gần tòa trung cư này cô có thể đưa em đi học vậy khi nào thì đi học được cho tôi hai ngày để xử lý Miệng tôi xém thốt ra lời cảm ơn vì mọi việc anh đã sắp xếp ổn thỏa cho tôi, nhưng bản thân tôi bước tới đường này là do anh ta cả. Tôi lặng lẽ làm lơ nghe anh ta sắp xếp. "Vâng." Dắt tay Khải vào phòng, đôi mắt em nhìn quan sát mọi thứ xung quanh, lấy bộ đồ chơi ra cho Khải chơi rồi tôi sắp xếp đồ đạc. Tôi như con chim bị nhốt trong lồng cảm thấy ngột ngạt không chút tự do. Tôi cũng chẳng biết là Khôi đã đi về chưa nữa, mở nhẹ cửa phòng để xem không thấy anh ta chắc đã về rồi Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Minh quản lý Anh nghe đây Anh cho em nghỉ ạ à? Anh nghĩ em đã biết rồi chứ Anh Khôi đã gọi sếp cho em nghỉ luôn từ hôm nay rồi Anh ta nuôi em à Dạ không Chỉ là anh ta không thích em nên muốn cho em nghỉ cho đỡ chướng mắt ừ, Thôi khi nào rảnh thì ghé quán chơi nha em Vâng Công việc làm thêm xem như nghỉ trong phút chốc Thời gian này tôi nên làm gì khi ở đây Bụng tự nhiên cảm thấy đói cồn cào Tôi mở tủ lạnh để tìm đồ ăn Trong mắt tôi đầy đủ nước, bánh, trái cây, sữa Chắc nơi này anh ta sống thường xuyên Thấy đồ sinh hoạt cá nhân còn thiếu Tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà để mua Trên đường về tôi bất chợt thấy bóng dáng của vợ khôi Tôi núp sau chiếc xe ô tô đậu gần đó Để chờ chị ta đi hết đoạn này Kẹo gặp nhau lại phiền Chị ta đang đứng chờ ai đó Trong tòa nhà một người đàn ông trung niên đi ra Hai người họ thản nhiên ôm hôn nhau tình tứ Tôi bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra Chị ta ngoại tình sao? Hai người ôm xít lấy nhau và leo lên ô tô đi. Tôi chạy về nhà để trông trường Khải nên tôi không nghĩ nhiều nữa. Tới nhà tôi thấy Khải đã ngủ. Mãi nghĩ hình dáng người đàn ông đó cứ hiện lên trong đầu tôi. Kiểu người thành đạt tôi bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của vợ chồng Khôi chắc có vấn đề. Ngồi ăn miếng bánh ngọt và trái cây tôi cứ nghĩ lung tung mãi. Tiếng điện thoại vang lên lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Hân hả? Vâng, có chuyện gì vậy anh Khang? Cuối tuần này mình có hẹn đi picnic, em có còn nhớ không? Em nhớ ạ. Sáng mốt mình gặp nhau trước trường rồi đi chung luôn nhé. Vâng ạ. Anh Khang có lẽ cũng không biết vợ chồng chị mình đang gặp vấn đề. Nhìn bề ngoài gia đình họ tỏ vẻ ấm êm mà nào ngờ. Buổi tối ban công của căn phòng nhìn xuống thành phố đẹp lung linh. Đây là view nhìn từ trên cao xuống đẹp nhất tôi từng thấy. Nhìn con đường nhỏ díu quanh co, thành phố như gom nhỏ lại dưới ánh nhìn của tôi. Căn phòng rộng rãi làm tôi cảm thấy trống vắng, hai chị em ở chung một phòng phòng khách rộng thanh thang tuy căn phòng giàu sang nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo tâm trạng nhớ nhà nghe thấy tiếng mở cửa tiếng bước chân đến phòng khách mùi rượu nồng nặc tôi không mở đèn lên nên anh ta không thấy tôi khôi ngã nhào lên ghế sofa cơ thể mệt mỏi đè lên chiếc ghế chưa bao giờ tôi thấy dáng vẻ như này của anh ta nhìn xem đồng hồ đã 11 giờ rồi tôi lặng lẽ lại tháo giày và cà vạt giúp nhìn vào gương mặt vừa ghét vừa thấy tội vì vợ cắm rừng tôi lấy chăn đắp lên cho anh ta. Đột nhiên cánh tay chụp lấy tay tôi kéo sát tôi vào mặt anh ta. Đừng đi, đừng đi. Anh ta mơ cái gì à? Ai đừng đi, hay đang mơ vợ anh ta bỏ đi theo người đàn ông khác? Tôi gỡ tay anh ta ra và lở đi, bước về phòng tư khóa chặt cửa lại, nằm thao thức cả đêm không ngủ được. Tiếng điều hòa phát ra, tiếng đồng hồ tích tắc càng làm tôi chằn chọc hơn, cô nhắm mà vẫn không ngủ được. Tiếng máy hút bụi trước cửa phòng làm tôi tỉnh giấc. Mở cửa phòng ra thấy một cô đang dọn dẹp phòng và hút bụi. Cô tầm tuổi mẹ Linh, dáng người gầy, tôi lại gần để chào hỏi cô. Chờ nhớ đêm qua tôi hướng mắt về phía chiếc ghế sofa, không thấy anh ta đâu. Cháu chào cô ạ. Chào cháu, cháu, cháu dậy sớm thế sao không ngủ thêm chút nữa? Dạ chỗ mới nên cháu chưa quen được ạ. Ừ, để cô dọn dẹp xong rồi nấu đồ ăn sáng cho cháu nhé. Dạ không cần đâu, để cháu tự làm. Không sao, để cô, công việc hàng ngày của cô mà sáng cô có thấy anh khôi không ạ lúc cô đến đã không thấy ai rồi cháu vâng cháu đi rửa mặt đây ạ cần giúp gì thì cô bảo cháu nhé cháu cứ làm việc cháu đi công việc này cô làm được mà vâng tôi vào gọi khải dậy rửa mặt thay đổi cho em chuẩn bị xong hết mới chợt nhớ ngày mai mới đi học tôi ra ngoài phòng bếp cho em ăn sáng cô giúp việc nhìn sang tôi và bảo để cô cho em ăn cho cô cứ để cháu cậu khôi bảo tôi phải chăm sóc chị em cô Dạ vâng cháu cảm ơn Để cháu cho em ăn được rồi ạ Cô tên là gì ạ à? Cô tên Lan Cháu tên Hân Cháu là họ hàng của cậu Khôi hả Dạ dạ vâng Sao anh ta lại nghĩ ra họ hàng cơ chứ Rồi tôi lỡ sinh con ở đây Thì sao chả hiểu anh ta đang tính toán gì Tối Khôi đến gặp tôi Báo thông tin trường thải đi học lúc này Tôi với anh ta mới đối diện với nhau Trong căn phòng này Đây là thông tin trường học em cô Tôi đã sắp xếp cả rồi Ngày mai bắt đầu đi học Vâng, tôi cảm ơn. Ừ, anh ta định quay lưng vào phòng thì tôi kêu lại. Này anh, có chuyện gì? Tôi muốn có thỏa thuận khi ở đây. Cô nói đi, tôi không muốn có cảm giác bị giam cầm như thế này. Tôi đề nghị được tự do muốn làm gì thì làm và đi đâu sẽ không bị quản. Được, cô cứ tự do như cô muốn. Tôi có nói cô Lan sẽ giúp cô trông khải có việc gì cô cứ nói cô Lan. Còn việc gì nữa không? Không, Tôi tính kể chuyện vợ anh ta với người đàn ông khác nhưng nghĩ nên thôi, bởi tôi chỉ là người ngoài không tiện xen vào việc gia đình anh ta. Tôi đi về hướng phòng du cho Khải ngủ, xém thì quên chuyện ngày mai đi picnic với anh Khang. Tôi gọi điện cho Linh để báo chuẩn bị. Linh, ngày mai anh Khang hẹn 8 giờ gặp trước trường để đi picnic. Ừ, tao tính để hỏi tình hình bên mày sao rồi. Tao sắp ngạt chết rồi, cả ngày không biết làm gì, chỉ đi quanh phòng thôi. Thái độ của anh ta với mày như thế nào cũng tử tế mày ạ, anh ta mới sắp xếp trường cho khải học gần đây, ở đây có cả cô giúp việc nữa, ôi tuyệt vậy, mày giống như một phu nhân ấy hả? tao không ham, tao muốn về nhà, thôi cố gắng đi mày, hẹn ngày mai gặp nhé, ừ, mày, mỗi ngày tôi được sống như mơ, cuộc sống giàu sang sung sướng, nhưng luôn cảm thấy tâm hồn trống rỗng, đêm nay khôi ở lại đây, nhưng anh ta không làm gì tôi cả, chỉ luôn ở trong phòng làm việc. Không biết chuyện tối qua anh ấy say rượu có còn nhớ không nữa Tiếng nói thảm thiết Cô đơn trong đêm Như chất chứa nỗi niềm xót xa Nếu anh ta không đối xử tệ với tôi Có lẽ tôi đã ôm chầm Mà xoa dịu vết thương lòng Tôi ghét bản thân mình khi ở gần anh ta Cảm xúc lẫn lộn Thường ghét không phân biệt rõ ràng nữa Tôi hay đứng ngắm cảnh thành phố từ ban công Bỗng nghe thấy tiếng động dưới bếp Tôi xuống bếp xem thấy Khôi đang mở tủ lạnh Tính nấu gì đó Sao anh ta không gọi cô Lan ra nấu cho ăn Anh tính nấu gì vậy Cô chưa ngủ hả Chưa tôi không ngủ được Lúc chiều cô Lan có để dành đồ ăn cho anh trong tủ lạnh Để tôi hâm nóng giúp anh nhé Ừ Anh ta lại bàn ăn ngồi Tay tôi lấy đồ ăn trong tủ lạnh Và bắt nổi lên hâm đồ ăn Anh ăn đi Có nhiều tôi hâm hết cho anh rồi đó Cảm ơn cô Cô ăn thêm đi Không tôi không ăn đêm sau này anh không về nhà. Tôi không thích. Mối quan hệ của anh và vợ không tốt hả? Cô hỏi làm gì? Tôi chỉ là muốn hỏi thăm thôi. Cô đừng nhiều chuyện, việc của cô là ăn uống nghỉ ngơi cho khỏe để sinh con cho tôi. Tôi chưa sẵn sàng. Có gì mà không sẵn sàng? Còn việc học của tôi thì sao? Tôi chỉ nghỉ được 3 tháng hè, hay để tôi học xong năm 4 được không? Cô điên à? Tôi không muốn chờ đợi, tôi muốn có con sớm. Việc học cô tạm hoãn đi Sinh con rồi học tiếp Tôi sẽ lo cho cô Tôi không cần Tôi chỉ còn một năm nữa là sẽ học xong Tôi không quan tâm Anh vô lý vừa thôi Bất kể tính thích làm gì thì làm đi Tôi tức giận đứng dậy quay về phòng mặc kệ anh ta Tôi không nói lại những lời nói vô lý đó được Nằm việc trên chiếc giường nệm êm mái Cô nhắm mắt ngủ